Long uy chiến thần, Uy Long, Huy Vũ. Chương 751 đầu hàng. Tướng quân Tay Lo, đương nhiên người của ngài sẽ không tiết lộ kế hoạch hành động của chúng ta, nhưng xin ngài đừng quên, lúc chúng ta bàn chuyện ở đây, thủ lĩnh của tổ Đặc công, Trương Minh Nguyệt cũng đã xuất hiện ở đây cao hùng nói. Tay Lo nghe tới đây, vẻ mặt có chút thay đổi, ý anh là, Trương Minh Nguyệt đã nghe trộm cuộc trò chuyện của chúng ta, biết được kế hoạch hành động của chúng ta nên đã báo tin tức cho Lê Uy Long đúng vậy ngoại trừ cô ta tôi cũng không thể nghĩ đến bất kỳ ai khác cao hùng nói nếu trương minh nguyệt có thể nghe trộm cuộc nói chuyện của chúng ta vậy thì chứng minh cô ta chỉ đang ở quanh căn phòng này thôi nhanh chóng lục soát cho tôi dù có phải đào sâu ba tấc cũng phải tìm được cô ta về đây cho tôi khuôn mặt tay lo phừng phừng lửa giận nói nhưng ông ta còn chưa kịp nói thêm gì thì một đặc công trên người đầy thương tích đã loạn trọn chạy vào thông báo thưa tướng quân quân địch tấn công quá ác liệt vòng vây đã bị thu hẹp lại rồi. Người của ta chết rất nhiều, giờ còn chưa đầy 5.000 người. Tay lo và các tướng địch có mặt ở hiện trường nghe vậy đều tái mặt vì sợ hãi. Không ai nghĩ rằng đội quân của Lê Uy Long lại tiến vào nhanh như vậy. 40.000 quân của bọn họ lại mất đi tới 35.000 quân. Thưa tướng quân, kế hoạch bắt giữa khu nhược mai đã thất bại rồi. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng đầu hàng là cách duy nhất để giúp chúng ta tồn tại ngay lúc này. Một tướng địch nói, đúng vậy, thất bại của chúng ta đã đến trước mặt rồi, quân ta đã không còn sức để chống chọi lại nữa. Nếu muốn sống sót, cách duy nhất chỉ có thể là đầu hàng thôi. Một tên tướng nói, bây giờ chúng ta đã không thể ngăn cản quân của Lê Uy Long nữa rồi, đầu hàng sớm để giảm tổn thất mới là cách toàn vẹn nhất bây giờ. Một tướng địch khác nói, tay lo nghe nói vậy cũng bắt đầu dao động gã ta cũng biết đối mặt với hàng triệu quân của Lê Uy Long, nếu cứ tiếp tục chiến đấu như thế này, phe của gã ta sẽ sớm bị xóa sổ. Audio điện tử võ tấn bền Tướng quân, ngài còn trần trừ gì nữa? Muốn cứu mạng 5.000 binh sĩ còn lại ngoài kia, ngài hãy nhanh chóng hạ lệnh đầu hàng đi, nếu không, bọn họ sẽ sớm phải hy sinh thôi. Một tướng địch lo lắng nói. Kể từ khi tiến quân vào thành phố Quốc Hòa, chúng ta đã tàn sát vô số người dân vô tội ở thành phố quốc hòa này rồi chúng ta đã phạm phải tội ác tài trời không thể tha thứ nếu chúng ta đầu hàng liệu chúng ta có còn con đường sống không tay lo nói long quốc trước giờ vẫn luôn đối xử rất ưu tiên với các tù nhân chỉ cần chúng ta chủ động đầu hàng họ sẽ không giết chúng ta đúng vậy theo quy ước của thế giới không được phép giết tù nhân chỉ cần chúng ta đầu hàng và trở thành tù nhân chúng ta sẽ có thể sống sót Đúng vậy, sau khi làm tù binh, quốc vương nhất định sẽ thương lượng với Long quốc và tìm cách chuộc chúng ta trở về nước cự hùng rộng lớn thôi." Các tướng giặc lần lượt nói. "Nhưng, chúng ta liệu có được xem là những tù nhân bình thường không? Chúng ta là tội phạm chiến tranh đấy." Tay Lo nói. "Ngay cả khi chúng ta là tội phạm chiến tranh đi nữa, đợi đến lúc Liên minh quốc tế xét xử công khai, Liên minh quốc tế cũng nể mặt chúng ta thôi." "Đúng vậy, Liên minh quốc tế chắc chắn sẽ giúp chúng ta." bởi vì nước cự hùng của chúng ta vốn là thành viên của liên minh quốc tế, còn Long Quốc thì không. Tay lo cũng không muốn chết, nghe xong các tướng quân nói lời này, gã ta cuối cùng cũng thở dài, trầm mặc nói, vậy thì đầu hàng đi. Gã ta có nằm mơ cũng không ngờ, đường đường là một danh tướng nổi tiếng thế giới, đường đường là chiến thần vô địch, chưa bao giờ có thất bại, vậy mà bây giờ đấu với chiến thần Lê Uy Long của Long Quốc ngày hôm nay, gã ta lại bị thua thảm hại ở cái thành phố quốc hòa nhỏ bé của Long Quốc này bây giờ lại còn phải đầu hàng, trở thành tù nhân của Long Quốc để tìm con đường sống. Thấy tay lo cuối cùng cũng đồng ý đầu hàng, tất cả tướng địch vui mừng khôn xiết, lần lượt chạy ra ngoài. Đừng đánh nữa, dương cờ trắng đầu hàng thôi. Tướng tay lo đã ra lệnh đầu hàng, mau bỏ vũ khí xuống, dương cờ đầu hàng đi. Bỏ súng xuống, chúng ta đầu hàng. Các tướng giặc chạy ra khỏi cổng nhà họ Phan và lần lượt la hét. Những người lính của nước Cự Hùng nghe thấy tiếng la hét của các tướng giặc này, liền bỏ súng xuống và giơ tay đầu hàng. Số khác giơ cao cờ trắng và liên tục lắc lư cờ để gửi tín hiệu đầu hàng. Chương 752 cuộc gọi với quốc vương nước Cự Hùng. Thấy tay lo ra lệnh đầu hàng, Cao Hùng liền hỏi, "Tướng Tay Lo, vậy còn Trương Minh Nguyệt thì sao ạ? Ngài có muốn bắt cô ta nữa không?" "Chúng ta đều đã đầu hàng rồi, còn bắt cô ta để làm gì nữa chứ? Cứ cho là bắt được cô ta đi." lúc sau chẳng phải là vẫn phải thả người sao đúng đúng những gì ngài nói đều đúng cả vậy thì chúng ta không bắt nữa ngay cả bản thân cao hùng cũng cảm thấy hiện tại có bắt được trương minh nguyệt hay không cũng không cần thiết nữa bởi vì phe anh ta đã dương cờ đầu hàng rồi bắt được trương minh nguyệt còn có ích lợi gì nữa chứ đến lúc đó cũng phải thả trương minh nguyệt ra thôi tay lo tranh thủ lúc này gọi ngay cho nhà quốc vương của nước cử hùng nếu không sau này khi trở thành tù nhân, gã ta có lẽ sẽ không cơ hội nói chuyện với quốc vương nữa. Tướng quân tay lo, trận chiến bây giờ diễn ra thế nào rồi? Quốc vương hỏi. Thưa quốc vương, sự thất bại của chúng ta đã rõ ràng rồi, hiện giờ quân ta còn chưa đầy 5.000 binh lính. Tay lo nói một cách yếu ớt. Anh, thân là chiến thần bất vô địch của nước cử hùng chúng ta, chỉ huy rất nhiều binh lính, tại sao bây giờ chỉ còn lại 5.000 binh mã như vậy? Quốc vương kinh ngạc. Tuy rằng anh ta cũng biết nếu tiến sâu vào quốc hòa của Long quốc, tay lo sớm muộn gì cũng sẽ thua, nhưng anh ta không ngờ lại thua nhanh như vậy. Lệ Uy Long cố tình dẫn dụ tôi đưa quân đến cứu An-nô, nên sức mạnh của tôi đã bị phân tán, bị chia cắt thành nhiều phần và cuối cùng bị quân của Lệ Uy Long tiêu diệt từng người một. Tôi chỉ còn lại mình 40.000 quân, làm sao tôi có thể chiến đấu với hàng trăm nghìn quân của anh ta chứ?" Tay Lo nói. "Lệ Uy Long này thực sự điều binh như thần." Vậy các người bây giờ dự định như thế nào? Liên minh quốc tế đã lâu không có tin tức, không thể phái quân tới hỗ trợ. Tôi ở thành quốc hòa này bị cô lập dần dần, thế quân cũng rơi vào bất lực. Tôi còn có thể làm gì khác đây? Tôi không còn cách nào khác ngoài đầu hàng cả." Tay Lo nói. "Anh là chiến thần vô địch ở nước Cự Hùng, nếu bây giờ anh đầu hàng, không chỉ danh tiếng của anh bị hủy hoại, mà còn là uy tín của nước Cự Hùng chúng ta, anh phải suy nghĩ cho thật kỹ." Quốc Vương nói. Nếu tôi không đầu hàng, sẽ chỉ có một ngõ cụt. Ngài có cam tâm nhìn tôi và hàng nghìn binh lính nước cự hùng chết ở thành phố quốc hòa này không?" Tay Lo nói. "Đương nhiên tôi không muốn nhìn anh và binh lính bị giết ở quốc hòa. Nếu anh đã quyết định đầu hàng, vậy thì đầu hàng đi." Quốc Vương cũng bất lực. "Tôi đã đầu hàng rồi, ngài nhất định phải thương lượng với Long Quốc, tìm cách đưa quân ta về nước." Tay Lo nói. "Tôi sẽ làm thế." anh là chiến thần vô địch của nước cử hùng chúng ta đã lập được biết bao chiến công cho đất nước dù có phải làm bất cứ điều gì tôi cũng sẽ cứu anh trở lại tốt rồi vậy thì tôi có thể yên tâm đầu hàng rồi tay lo nói được rồi anh phải chăm sóc bản thân và sống sót trở về đấy chiến thắng hay thất bại là chuyện thường ngày trong quân đội sau này chúng ta sẽ trở lại và trả mối thù này thôi tôi hiểu chỉ cần tôi còn sống trở về tôi nhất định sẽ trở lại và chinh phục long quốc trong tương lai hôm nay là chính là nỗi nhục của tay lo này tay lo nói tôi tin tưởng vào năng lực của anh hôm nay anh bị đánh bại chỉ vì long quốc sử dụng hỏa lực mạnh khiến anh bị đánh úp và thất bại ở thành phố quốc hòa nếu anh càng để lâu quân số sẽ càng thương vong hơn nữa anh nên nhanh chóng đầu hàng đi vâng tạm biệt quốc phương tay lo sau khi nói xong liền cúp máy quay người chuẩn bị đi ra ngoài đầu hàng trên dưới nhà họ Phan khi thấy các tướng lĩnh của Tay Lo hét lên đầu hàng và dương cờ trắng đều hốt hoảng. Tay Lo thực sự đã đầu hàng rồi, chúng ta phải làm gì đây? Tôi không ngờ rằng binh lính của nước cự hùng lại không thể chịu đựng nổi mà sớm lựa chọn đầu hàng như vậy. Ano và Tay Lo đều được mệnh danh là chiến thần bất bại và chiến thần vô địch, thế mà khi đối mặt với Lê Uy Long lại trở nên yếu ớt như vậy, hai người này đúng thật là vô dụng mà. Chúng ta thật sự đã nhìn nhầm mà đặt cược sai chỗ rồi. Thật không biết là do Ano và Tay Lo chỉ có cái danh, hay là Lê Uy Long thực sự quá giỏi nữa. Đã là lúc nào rồi cơ chứ, mặc kệ bọn họ là có danh tiếng giả hay không, quan trọng là quân của Lê Uy Long sắp vào tới rồi kìa, còn không mau nghĩ cách bảo toàn tính mạng đi. Tay Lo và binh lính của anh ta có thể bảo toàn tính mạng bằng cách đầu hàng, nhưng chúng ta là những kẻ phản bội, tìm kiếm lợi ích. Một khi rơi vào tay Lê Uy Long, chúng ta nhất định sẽ bị kết án tử hình. Đúng vậy, Lòng quốc từ thời cổ đại đã nổi danh là ghét nhất những kẻ phản bội. Làm sao họ có thể bỏ qua cho những kẻ phản bội như chúng ta chứ? Đúng là một bước sai. Đi nhìn dặm, nhà họ Phan của chúng ta lần này sẽ ra sao đây? Trên dưới nhà họ Phan bàn tán xôn xao, trong lòng hoảng sợ vô hạn. Họ vốn dĩ nghĩ rằng cứ nương nhờ ở nước Liệp Ưng và cử Hùng thì sẽ có thể đưa dòng họ vươn lên đỉnh cao nhưng hoàn toàn không ngờ rằng việc này bây giờ lại khiến cho nhà fan rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế này. chương 753 không chấp nhận đầu hàng. Bên ngoài nhà họ fan, tướng sĩ Long Quốc nhìn thấy kẻ thù đều dơ cờ trắng lên, bỏ vũ khí xuống, giơ tay đầu hàng, toàn bộ đều ngừng bắn. Hộ soái quân địch đầu hàng rồi, Lê Lương Quân nói, tay lo này, thật đúng là cái tên nhát gan tham sống sợ chết. Nhanh như vậy đã đầu hàng rồi, thế mà còn không biết xấu hổ nói là chiến thần vô địch à. Lê Uy Long nói, hộ soái lần này lấy một địch hai, đánh chết chiến thần bất bại Ano, buộc chiến thần vô địch tay lo đầu hàng. Trận chiến này đánh ra quốc uy của Long Quốc, uy danh của hộ soái càng là nổi tiếng thiên hạ. Phạm Cương nói, không, tôi cảm thấy uy danh của tôi vẫn không đủ để khiến thiên hạ sợ hãi. Lê Uy Long nói, hộ soái khiêm tốn rồi, anh cũng đã đánh bại chiến thần bất bại Ano và tay lo nổi tiếng thiên hạ rồi, lẽ nào vẫn không đủ để khiến thiên hạ sợ hãi hay sao? Phạm Cương nói, nếu như tôi chấp nhận sự đầu hàng của họ, bọn họ trở thành tù binh, chúng ta không thể tùy ý giết họ nữa. Lê Uy Long nói, hộ soái, ý của anh là gì? Phạm Cương không hiểu ý của Lê Uy Long là gì, liền hỏi. Những quân địch này, sau khi tiến vào thành phố quốc hòa của tôi, không có việc xấu nào là không làm, tội ác ngập trời. Tôi đã từng nói, tôi sẽ giết hết những kẻ địch đến trong thành phố Quốc Hòa, những tên cầm thú này phải vì tội ác của mình mà trả giá đắt. Lê Uy Long nghiến răng nghiến lợi nói. Hộ soái, lẽ nào anh muốn bắn chết tù binh sao? Phạm Cương kinh ngạc hỏi. Anh nói sai rồi, mặc dù bọn họ muốn đầu hàng, nhưng tôi có quyền không chấp nhận sự đầu hàng của bọn họ. Chỉ cần không chấp nhận bọn họ đầu hàng thì không tính là bắn giết tù binh. Lệ Uy Long nói. Phạm Cương và Lê Lương Quân nghe thấy Lê Uy Long nói như thế, nhất thời bừng tỉnh. Tôi hiểu rồi, chỉ cần vẫn ở trên chiến trường, chỉ cần chúng ta không chấp nhận sự đầu hàng của bọn họ, bọn họ liền không phải là tù binh. Phạm Cương nói, đúng vậy, nếu như để bọn họ trở thành tù binh, sau này bọn họ sẽ có khả năng được cứu chuộc trở về. Đặc biệt là tay lo, quốc phương nước cự hùng khẳng định sẽ muốn cố gắng hết sức cứu gã ta về, chúng ta tuyệt đối không thể thả hổ về rừng lê lương quân nói không sai chúng ta tuyệt đối không thể thả hổ về rừng để lại hậu hoạn cuộc chiến tranh xâm lược bọn họ phát động này khiến long quốc của chúng ta không ít tướng sĩ chết trên chiến trường tôi chỉ có thể giết sạch hết những kẻ xâm lược mới giải hết mối hận trong lòng tôi mới có thể vì những tướng sĩ đã hy sinh báo thù rửa hận chỉ có chém sạch giết sạch những kẻ địch đến mới có thể tăng cường uy quốc chúng ta kẻ địch mới biết sự tàn nhẫn của lê uy long tôi uy danh của Lê Uy Long tôi mới có thể khiến thiên hạ sợ hãi. Lê Uy Long nghĩ đến những tướng sĩ chết thảm trên tay kẻ địch, còn có những người dân bị những tên cầm thú đó tàn sát, cũng như phụ nữ Long Quốc bị những tên cầm thú đó làm nhục, trong lòng anh chính là tràn ngập tức giận, sát ý ngập trời. Hộ soái, chúng ta tiếp theo nên làm sao mới tương đối ổn thỏa. Nếu như không chấp nhận sự đầu hàng của bọn chúng, bọn chúng trở thành chó cùng rứt rậu, đến một cái cá chết lưới rách, chúng ta phải tiêu diệt 5.000 tên địch đó cũng phải trả giá một vài thương vong. Phạm Cương nói, để các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, đợi sau khi kẻ địch toàn bộ đều bỏ vũ khí xuống hết, buông bỏ cảnh giác, đột nhiên nói với bọn chúng biết không chấp nhận đầu hàng, sau đó lập tức nổ súng bắn chết bọn chúng. Lê Uy Long nói, vâng, trong nhà họ Phan, tướng quân, quân binh của Lê Uy Long đã ngừng bắn rồi, chúng ta nhanh ra ngoài đi đầu hàng đi. Một tên tướng địch nói, được rồi chúng ta ra ngoài đầu hàng đi mặc dù trong lòng tay lo trăm ngàn lần không cam tâm nhưng chuyện đã đến lúc này gã ta chỉ đành nhẫn nhục đi ra ngoài đầu hàng các tướng sĩ của gã ta cũng đi theo ra bên ngoài kể cả tay lo tất cả quân địch đều giơ hai tay lên đi ra từ nhà họ phan quân địch bên ngoài sớm đã toàn bộ bỏ vũ khí xuống hết rồi chỉ đợi tay lo ra ngoài nói chuyện với lê uy long lê uy long tôi đã dẫn đầu tướng sĩ của tôi đầu hàng rồi xin anh đối xử tốt với tù binh. Tay lo vừa đi ra ngoài vừa lớn tiếng nói. Tay lo, những tên cầm thú của anh ở thành phố quốc hòa của tôi đã tiến hành tàn sát cực kỳ bi thảm, không có chuyện gì xấu là chưa làm, tôi không chấp nhận sự đầu hàng của các anh. Nhặt vũ khí của các anh lên, chúng ta quyết định một trận sống còn. Lê Uy Long Uy Phong lẫm liệt nói. Tay lo và những quân binh của gã nghe thấy Lê Uy Long nói như vậy, toàn bộ đều sửng sốt, không phản ứng kịp tất cả những điều này hoàn toàn xảy ra ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ toàn bộ đều không nghĩ đến, Lê Uy Long cư nhiên sẽ không chấp nhận đầu hàng. Đánh! Phạm Cương và Lê Lương Quân đồng thời ra lệnh một tiếng. chương 754 cùng nhau chết chung. Bởi vì Lê Uy Long đã nói rõ với tay lo không chấp nhận đầu hàng, hơn nữa để quân địch nhặt vũ khí lên, cho nên Phạm Cương và Lê Lương Quân mới phải trước tiên để quân binh của mình khai pháo. Bằng không, Đợi đến khi quân địch thật sự nhặt vũ khí lên phản kháng, tướng sĩ Long Quốc ít nhiều đều sẽ có một vài thương vong. Dù sao cũng đã thông báo cho quân địch nhặt vũ khí lên, bọn họ có thể nhặt vũ khí lên không là chuyện của bọn họ. Đánh trận, không thể đợi quân địch thật sự nhặt vũ khí lên mới bắt đầu đánh. Thông báo bọn họ nhặt vũ khí lên chỉ là hình thức. Tướng sĩ Long Quốc nghe thấy mệnh lệnh Phạm Cương và Lê Lương Quân lập tức bắn về phía quân địch. Tạch tạch tạch, chiếu 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 pang 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 trong sự gấp gáp của quân địch cũng không phản ứng kịp vẫn chưa nhặt được vũ khí lên thì đã bị bắn chết rồi có vài người phản ứng khá nhanh mới vừa nhặt vũ khí lên vẫn chưa kịp bắn cũng đã bị bắn chết rồi chiến thần vô địch tay lo và bộ tướng của gã ta nhìn thấy bên long quốc đột nhiên nổ súng sợ đến mức vội vàng chạy vào trong nhà họ phan tướng quân lê uy long không chấp nhận đầu hàng làm sao đây một tên tướng địch sợ hãi nói đã không còn cách nào rồi tên lê uy long này quá tàn ác rồi lại không chấp nhận đầu hàng làm sao có đạo lý đấy cơ chứ tay lo tức giận nói chưa từng gặp qua người nào tàn nhẫn như vậy tôi từ trước tới giờ chưa từng gặp qua hộ soái nào không chấp nhận đầu hàng một tên tướng địch nói đúng vậy không chấp nhận đầu hàng lẽ nào anh ta không sợ bên anh ta sẽ phải trả giá thương vong sao lại một tên tướng địch nói tướng sĩ của chúng ta đã bỏ vũ khí xuống rồi bọn họ đột nhiên nổ súng sẽ không phải trả giá thương vong gì tay lo nói sớm biết lê uy long tàn nhẫn như thế chúng ta đã không xâm lược long quốc rồi một tên tướng địch vô cùng hối hận nói nếu như sớm biết lê uy long không chấp nhận đầu hàng lúc nãy chúng ta sẽ không đầu hàng trực tiếp liều chết với anh ta một tên tướng địch khác nói đều tại các người khuyên tôi đầu hàng hiện tại ngược lại thì tốt rồi bị lê uy long tiêu diệt quân binh của chúng ta dễ như trở bàn tay tôi còn rơi xuống một cái danh xấu là tướng quân tham sống sợ chết mà đầu hàng. Nếu như tôi không đầu hàng, trực tiếp chết trên chiến trường cùng với Lê Uy Long, chết cũng oanh liệt. Tay lo cũng rất hối hận nói. Vừa nãy gã ta vốn dĩ nghĩ sau khi đầu hàng, để quốc vương dùng tất cả lực lượng chuộc bản thân về. Nhưng có ai ngờ đến Lê Uy Long cư nhiên không chấp nhận đầu hàng, muốn đuổi cùng giết tận, một chút con đường sau này đều không lưu lại cho mình. Tướng quân, chuyện đã đến lúc này, hối hận cũng không có tác dụng gì, chúng ta tiếp theo nên làm thế nào đây? Một tên tướng địch lo lắng nói. Chúng ta đã không còn bất kỳ đường lui nào nữa rồi, dù sao cũng đều là chết, chỉ có liều mạng một trận với bọn họ, chết cũng muốn kéo thêm mấy cái đệm lưng. Tay lo tàn nhẫn nói. Chúng ta chỉ cần vừa xông ra, lập tức liền sẽ bị bắn thành tổ ong, làm sao liều mạng đây? Tướng địch nói. Không cần xông ra ngoài, tập trung bom lại, cũng chết với bọn chúng đầu hàng không thành tay lo biết một lần này của bản thân là phải chết không thể nghi ngờ muốn chết oanh liệt một chút các tướng địch nghe thấy tay lo muốn tự sát kích nổ bom cùng chết cùng với quân binh long quốc toàn bộ đều bị dọa nhảy dựng mặc dù bọn họ là tướng lĩnh giết người như ngoé nhưng chân chính muốn kích nổ bom tự sát vậy thì phải cần dũng khí rất lớn đối mặt với cách chết tàn nhẫn như vậy bọn họ đều đã sợ hãi chỉ cần một quả bom được kích nổ bản thân sẽ bị nổ đến thịt nát xương tan, máu thịt bay tứ tung, vậy thực sự quá thảm rồi. Còn ngây ra đó làm gì? Nhanh chóng nắm bắt thời gian hành động, lại không hành động thì sẽ không kịp nữa. Dù sao đều là chết, so với bị kẻ địch giết chết, còn không bằng tự sát oanh liệt, cùng chết với kẻ địch. Tay lo hét lên giận dữ. Vâng, được. Các tướng địch nơm nớp lo sợ nói, sau đó nhao nhao tìm bom đến bởi vì lê uy long không chấp nhận đầu hàng đã nói rõ muốn giết hết bọn họ bọn họ cũng biết bản thân lần này là không sống được nữa chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của tay lo dùng bom tự sát là oanh liệt biết bao mặc dù chết rất thảm nhưng cũng có thể sảng khoái hơn nữa có thể cùng chết với rất nhiều tướng sĩ long quốc bọn họ đều cảm thấy đây là phương thức hy sinh cho tổ quốc tốt nhất rồi người nhà họ phan nghe thấy tiếng súng mãnh liệt bên ngoài lại vang lên toàn bộ đều lại hoảng sợ bên ngoài rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không phải nói là đã đầu hàng rồi sao, làm sao lại đánh nhau nữa rồi? Đúng vậy, rõ ràng đã ngừng chiến rồi, quân lính nước cử hùng đều đã bỏ vũ khí xuống rồi, cũng đã giơ tay đầu hàng rồi, sao lại đột nhiên lại đánh nhau chứ? Lẽ nào là tay lo cố ý giả vờ đầu hàng, làm tê liệt quân địch, giết Lê Uy Long trở tay không kịp? Tay lo này quả thực là tìm đường chết à, ngoan ngoãn đầu hàng không phải là được rồi sao? mấy ngàn quân binh làm sao giết được Lệ Uy Long có hơn trăm nghìn quân chứ? Thực sự chính là châu chấu đá xe, tự chuốc lấy diệt vong. Người nhà họ phan trốn ở trong phòng nhau nhau nghị luận, đều cho rằng là tay lo giả vờ đầu hàng, thừa dịp quân binh của Lệ Uy Long không chuẩn bị, lại khai chiến nữa. Lúc này, Cao Hùng đột nhiên hoảng sợ chạy vào. Anh ta vừa rồi vốn dĩ cũng là đang tính toán đi ra ngoài đầu hàng, nhưng không ngờ đến Lê Uy Long sẽ không chấp nhận đầu hàng nhìn thấy quân lính của Lê Uy Long nổ súng bắn vào quân lính nước cự hùng không kịp nhặt vũ khí lên, anh ta bị dọa đến vội vàng trốn về. Anh Cao Hùng, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì vậy? Phan Huy Thành lập tức hỏi. chương 755 chúng ta có thể trốn ở đâu chứ? Lê Uy Long không chấp nhận sự đầu hàng của tay lo, lại đánh lại rồi. Cao Hùng nói. Người nhà họ Phan nghe vậy toàn bộ đều sợ hãi biến sắc. Lê Uy Long này thật sự là tàn ác mà, người khác đã đầu hàng rồi, vậy mà vẫn muốn đánh. Người tàn nhẫn giống như Lê Uy Long này, nếu như chúng ta rơi vào trong tay anh ta, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Chúng ta đã bị bao vây tầng tầng lớp lớp, dù có chấp thêm cánh cũng không thoát được, sớm muộn cũng sẽ rơi vào trên tay Lê Uy Long thôi. Người nhà họ Phan nhao nhao nghị luận, lại bắt đầu lâm vào khủng hoảng. Đều tại cái tên chết tiệt Phan Huy Thành, xúi dục chúng ta đi theo địch mới sẽ khiến nhà họ Phan rơi vào tình cảnh một đi không thể trở lại. Rơi vào tình cảnh như bây giờ, một người nhà họ Phan lại bắt đầu oán trách Phan Huy Thành. "Chuyện này, chuyện này sao có thể trách tôi chứ? Khi đó tôi đề ra dựa vào nước liệp ưng nhưng nhận được sự nhất trí tán thành của mọi người đó." Phan Huy Thành tỏ vẻ vô tội nói. "Nếu như không phải anh đề ra, chúng tôi căn bản sẽ không nghĩ đến những cái đó." Lại một người nhà họ Phan nói. Phan Huy Thành cũng biết bản thân là kẻ đầu sỏ, không dám phản bác, chỉ đành nói với Cao Hùng, "Anh Cao Hùng, anh không phải là nói nương nhờ vào nước Liệp Ưng có thể bảo vệ nhà họ Phan chúng tôi nhận được vô số vinh hoa phú quý sao? Hiện tại sao lại sẽ đến nước như thế này chứ? Anh nhất định phải bảo vệ nhà họ Phan chúng tôi bình an đó." "Tôi làm sao biết được Lệ Uy Long Long quốc các người lợi hại như vậy chứ? Tôi cho rằng quân đội của nước Liệp Ưng chúng tôi và nước cử Hùng nhất định có thể san bằng toàn bộ Long quốc." nhưng không ngờ đến chỉ là chiếm lĩnh nửa thành phố quốc hòa thì đã toàn quân bị diệt rồi thế thua đã định bản thân tôi cũng khó bảo vệ bản thân mình sao còn có thể bảo vệ nhà họ phan các người cao hùng không vui nói hiện tại nói những chuyện này đã không còn tác dụng gì nữa nhanh chóng nghĩ ra biện pháp trốn đi ông cụ phan nơm nớp lo sợ nói trốn chúng ta có thể trốn đến đâu chứ đợi quân lính của lê uy long tới liền sẽ san bằng nhà họ phan thành bình địa cao hùng nói anh Cao Hùng, anh hại nhà họ Phan chúng tôi thảm hại rồi. Là anh xúi dục cháu trai tôi nương nhờ vào nước liệp ưng các anh, kết quả hiện tại các anh ở thành phố Quốc Hòa cũng không ở được ba ngày. Ông Phan lại bắt đầu oán giận. Đó là bởi vì Long Quốc các người sử dụng hỏa tiễn thần Long, uy lực cực lớn. Bằng không, nước liệp ưng chúng tôi và nước cử hùng sẽ không thất bại nhanh như vậy. Cao Hùng nói, tay lo thừa dịp còn chút thời gian, lại gọi điện thoại cho quốc phương. Gã ta biết, đây là một lần cơ hội cuối cùng gọi điện thoại cho quốc phương. Quốc phương, Lê Uy Long không chấp nhận sự đầu hàng của chúng tôi." Tay lo gấp gáp nói. "Cái gì? Lê Uy Long cư nhiên không chấp nhận đầu hàng sao?" Quốc phương nước cự hùng đột nhiên cực kỳ sợ hãi. "Đúng vậy, chúng tôi vốn dĩ đã bỏ vũ khí xuống rồi, cũng đã giơ tay đầu hàng rồi, nhưng Lê Uy Long lại đột nhiên tuyên bố không chấp nhận đầu hàng, hơn nữa lập tức nổ súng về phía chúng tôi." Tay lo nói lệ uy long này quả thực là điên rồi anh ta chính là một tên ma quỷ cuồng giết người đánh trận làm gì có đạo lý không chấp nhận đầu hàng chứ quốc phương tức giận nói hiện tại nói những điều này đều đã vô dụng lệ uy long lập tức sẽ giết vào đây rồi đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với ngài qua điện thoại rồi tay lo nói tướng quân tay lo lệ uy long hùng hổ dọa người không hành động dựa theo lẽ thường anh có tính toán gì không quốc phương hỏi tôi đã lâm vào đường cùng, không còn bất kỳ đường sống nào nữa rồi. Tôi định đợi lúc kẻ địch xông vào, kích nổ bom, cùng chết với kẻ địch, chết chung với chúng. Tay lo nói, tướng quân tay lo, anh là chiến thần vô địch, tôi thật sự không nỡ để anh chết. Ngoại trừ tự sát hy sinh vì tổ quốc gia, lẽ nào anh không còn biện pháp nào khác bảo vệ mạng sống sao? Quốc vương rất không nỡ nói. Đã không còn rồi, ngay cả đầu hàng cũng không được, tôi còn có thể có biện pháp nào chứ? quốc phương hy vọng ngài nhớ kỹ tôi và tướng sĩ của tôi là kích nổ bom cùng chết với kẻ địch tự sát hy sinh vì tổ quốc hy sinh oanh liệt tay lo nói được tôi sẽ lấy hành động vĩ đại của anh để khích lệ toàn quân ngày sau lại xuất binh thảo phạt long quốc vì các anh báo thù rửa hận quốc phương nói quốc phương quân địch sắp xiết vào rồi tôi phải chuẩn bị đã ngài bảo trọng chúng ta kiếp sau gặp lại tay lo nói xong liền cúp điện thoại lúc này quân địch bên ngoài trên căn bản đã bị tiêu diệt, quân lính của Lê Uy Long đang bao vây tay lo đang ở trong phòng chỉ huy của nhà họ Phan. Mọi người chuẩn bị tốt, đợi quân định vừa xông vào, lập tức kích nổ bom, cùng chết với bọn chúng. Tay lo lập tức hạ lệnh. Được, được rồi. Biết, biết rồi. Những tên tướng địch đó mỗi người đều nơm nớp lo sợ. Bọn họ đều cực kỳ lo sợ, nhưng hiện tại sợ hãi đã không có bất kỳ tác dụng gì hết. Dù sao cũng đều là chết, bọn họ chỉ muốn chết sảng khoái. Tiếng bước chân đã càng ngày càng gần, tướng sĩ Long Quốc bên ngoài đang ùn ùn đến. Tay lo và tướng sĩ của gã ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng để kéo bom. Chỉ cần tướng sĩ Long Quốc vừa xông đến cửa, bọn chúng liền sẽ lập tức kích nổ bom trên người. Bằng, bằng, bằng. Mà tại lúc này, một trận tiếng súng vang lên từ trên mái nhà phòng chỉ huy của tay lo. Đỉnh đầu những tên tướng địch lập tức nổ tung, đầu óc vỡ vụn. Viên đạn từ trên bay xuống, chuẩn xác không sai lệch xuyên vào đỉnh đầu những tên tướng địch này, trực tiếp nổ tung đầu của những tên tướng địch chuẩn bị kích nổ bom. Biến hóa bất ngờ xảy ra này khiến Tay Lo giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trên. Chương 756 đều tại Chương Minh Nguyệt. Khi Tay Lo nhìn lên và nhìn thấy những người trên mái nhà, sắc mặt gã ta liền thay đổi. Bởi vì gã ta vừa mới nhìn tên tẩu thoát đang bị truy bắt của Long Quốc, thủ lĩnh của tổ Đặc công xe đầu, Chương Minh Nguyệt lúc này trương minh nguyệt đang trèo lên mái nhà một mảnh ngói tráng men trên mái nhà bị cô ta nhấc lên và cô ta đang chĩa súng vào chán tay lo tay lo không ngờ rằng trương minh nguyệt người đã bị thương và trốn thoát lại đang trốn trên nóc phòng chỉ huy của mình hóa ra là trương minh nguyệt đang ẩn náu trên nóc phòng chỉ huy của mình không ngạc nhiên khi cao hùng dẫn các đặc công của nước liệp ưng đi tìm cô ta nhưng họ không thể tìm thấy cô ta nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất không ai có thể nghĩ rằng trương minh nguyệt lại trốn trên nóc phòng chỉ huy của tay lo vì vậy cô ta đã lẩn trốn cho đến nay mà không bị phát hiện vì trương minh nguyệt đang ẩn náu trên nóc phòng chỉ huy của tay lo cô ta có thể nghe trộm yêu cầu của tay lo cử đặc công đến biệt thự tinh nguyệt để bắt chu nhược mai nên không có gì khó giải thích lúc này trương minh nguyệt đã băng bó cánh tay trái bị thương là một trong những đặc công giỏi nhất ở long quốc cô ta là thủ lĩnh của tổ đặc công xe đầu và cô ta có khả năng tự chữa lành vết thương của mình, tất nhiên điều này không cần phải nói. Vừa rồi cô ta nghe lén tay lo chuẩn bị kích nổ bom cùng với các sĩ quan của gã ta, định liều chết với binh lính của Long Quốc xông vào trước, cô ta làm sao có thể bỏ qua cho được chứ? Nếu tay lo và quân của gã ta cho nổ quả bom, nhiều người ở Long Quốc sẽ bị bom oanh tạc mà chết. Cô ta không được để kế hoạch của tay lo thành công. Vì thế cô ta tiện tay thu một miếng ngói sau đó ra tay với người của tay lo. Trương Minh Nguyệt, hóa ra là cô đang trốn ở đây, tay lo nghiến răng nghiến lợi nói. Vào lúc này các tướng địch vừa mới bị Trương Minh Nguyệt đánh ngã lần lượt ngã đầy đất, phát ra âm thanh vô cùng lớn. Tay lo không nhìn xuống mà nhìn chầm chầm vào Trương Minh Nguyệt một lúc. Chắc anh không nghĩ ra đúng không? Trương Minh Nguyệt chĩa súng vào chán tay lo và lạnh lùng nói. Là cô đã tiết lộ kế hoạch hành động của tôi về việc vây bắt vợ của Lê Uy Long và cố tình để nó lọt ra ngoài sao? Tay lo hỏi, Đúng vậy, ngoài tôi ra còn có thể là ai chứ? Trương Minh Nguyệt nói. Trương Minh Nguyệt, chuyện sắp thành lại thất bại đều là do cô. Tay lo như muốn nổ tung. Nếu không phải do Trương Minh Nguyệt nghe trộm được kế hoạch hành động cử đặc công đi bắt Chu Nhược Mai và cung cấp kế hoạch này cho Lê Uy Long, thì khu Nhược Mai đã bị bắt và có thể dùng khu Nhược Mai để bắt Lê Uy Long thỏa hiệp, gã ta sẽ không bị đến bước đường chết vì đất nước bản thân trương minh nguyệt cũng không ngờ rằng vì tránh bị truy sát và giết hại nên cô ta đã chọn cách lẻn vào nhà họ phan trải qua bao nhiêu giày vò cuối cùng cô ta cũng trốn thoát sau đó trốn trên mái nhà của tay lo lại có thể nghe trộm được kế hoạch hành động quan trọng của tay lo cho dù không có tôi anh cũng nắm chắc phần thua bởi vì các anh là quân bất chính là kẻ xâm lược từ xưa đến nay kẻ nào xâm phạm long quốc vĩ đại của chúng tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp trương minh nguyệt nghiêm nghị nói nếu không có cô, tôi sẽ không bị đánh bại, tôi sẽ cho các người nổ tung. Tay lo ghét Trương Minh Nguyệt vì cô ta đã làm kế hoạch của gã ta thất bại, vừa nói gã ta vừa nắm chặt kíp kích nổ. Chỉ cần gã ta kích nổ quả bom, gã ta có thể cùng chết với Trương Minh Nguyệt trên mái nhà. Tuy nhiên, gã ta vẫn chậm hơn một bước. Làm thế nào mà tốc độ gã ta ném bom lại có thể vượt qua tốc độ bắn của Trương Minh Nguyệt đây? Bùm! Với một phát súng, một viên đạn bay ra khỏi họng súng của Trương Minh Nguyệt và đi thẳng vào chán tay lo. Bằng, viên đạn găm vào chán tay lo, xuyên qua chán và bay ra phía sau đầu. Biểu cảm của tay lo lập tức cứng lại, mắt gã ta mở to với vẻ mặt không thể tin. Vài giây sau, tay lo, chiến thần vô địch một thời, cuối cùng cũng ngã xuống đất. Trương Minh Nguyệt đã bắn phát súng chí mạng vào tay lo, và tay lo bị giết ngay tại chỗ. Tay lo vẫn mở to mắt cho đến khi chết gã ta chết không nhắm mắt gã ta thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết trong tay một nữ đặc công vốn dĩ gã ta muốn cùng bộ chỉ huy cho nổ bom liều chết vì đất nước chết cùng binh lính của long quốc tuy nhiên vì sự xuất hiện của trương minh nguyệt gã ta thậm chí không thể chết vì đất nước một cách anh hùng mọi kế hoạch của gã ta đều thất bại vì sự xuất hiện của người phụ nữ trương minh nguyệt này gã ta cảm thấy mình là chiến thần vô địch lại chết dưới tay một người phụ nữ chết thật là xấu hổ. Vì vậy, gã ta chết không cam tâm. Cuối cùng thì Trương Minh Nguyệt cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến chiến thần vô địch tay lo đã tử trận. Cô ta cũng không bao giờ nghĩ rằng mình có thể giết nhiều tướng địch quan trọng như vậy, và cũng giết được chiến thần vô địch tay lo. Giết chỉ huy của địch, đó có phải là một chiến công lớn hay không? Chính cô ta cũng không thể tưởng tượng được. Không ngờ lại lẻn vào nhà họ phan với thương tích đầy mình. Cô ta lại vô tình phát hiện ra kế hoạch lớn như vậy. Nếu không phải vì cô ta lén vào nhà họ Phan, vậy kết cục của cuộc chiến này có khác không? Vậy thì hết thảy tất cả đều là do trời định rồi. Chương 757 ai đã giết tay lo và tướng địch vậy? Lúc này, một nhóm binh lính của Long quốc bắt đầu xông vào phòng chỉ huy của Tay lo. Khi nhìn thấy Tay lo và những binh lính của gã ta đều bị bắn vỡ đầu, nằm trên mặt đất thì họ đều bị sốc khi họ nhìn thấy tay lo và trên người của gã ta đều treo đầy bom họ đột nhiên đổ mồ hôi ai đã giết tay lo và những tướng địch này vậy ai biết được sẽ không phải bọn chúng giết nhau đến chết đấy chứ trên người bọn chúng đầy bom như thể muốn cùng chết với chúng ta bọn chúng không thể tự giết nhau lẽ nào bọn chúng tự sát à nhìn cũng không giống như tự sát nếu tự sát viên đạn sẽ không xuyên qua đỉnh đầu như thế này được thật là kỳ quái cuối cùng ai đã giết chúng. Những người lính suy đoán, thấy các tướng giặc này bị đạn xuyên thấu từ trên xuống dưới, tất cả đều cảnh giác nhìn lên mái nhà. Sau đó, họ nhìn thấy một khuôn mặt phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trong khoảng trống trên mái nhà. Mọi người đừng đoán nữa, bọn họ đã bị tôi giết. Trương Minh Nguyệt vội vàng nói. Cô là ai? Một người lính hỏi. Trương Minh Nguyệt là đặc công của tổ đặc công xe đầu, thân phận bí ẩn, nên những người lính này không hề biết cô ta cũng có thể lý giải được tuy nhiên ngay cả khi họ không biết trương minh nguyệt nhưng khi họ thấy rằng ngay cả chỉ huy của đối phương và binh lính của gã ta đều bị giết bởi người phụ nữ này thì họ có thể xác định rằng trương minh nguyệt là của phe mình nếu không làm sao cô ta có thể giết chỉ huy và những tên tướng địch này chứ tôi là người đứng đầu tổ đặc công xe đầu trương minh nguyệt trương minh nguyệt nói mặc dù những người lính này chưa từng nhìn thấy trương minh nguyệt nhưng họ cũng đã từng nghe đến tên của cô ta. Tổ đặc công xe đầu, đó là nhóm đặc công bí ẩn nhất trong Long Quốc. Tên của tổ trưởng là Trương Minh Nguyệt khiến nhiều người càng quen hơn, nhưng không ai có thể nhìn bộ mặt thật của cô ta. Những người lính biết được rằng người phụ nữ kia là Trương Minh Nguyệt, tổ trưởng tổ đặc công xe đầu nổi tiếng, người mà khiến tướng địch nghe đã cảm thấy sợ hãi, bọn họ đối với cô ta hết sức kính trọng. Lúc này, Trương Minh Nguyệt lại mở một viên ngói tráng men khác, rồi trực tiếp từ trên cao nhảy xuống binh lính tràn vào phòng chỉ huy của tay lo liên tục và cuối cùng họ cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy tay lo và người của gã ta đã bị giết một số binh sĩ bắt đầu chạy ra ngoài hướng lê uy long báo cáo báo cáo hộ soái tay lo và quân của gã ta đều đã bị giết quân địch cũng đã bị quét sạch người lính đến chỗ lê uy long và nói được rồi để tôi đi xem thử sau khi lê uy long nói anh lập tức đi về phía đài chỉ huy của tay lo. Phạm Cương và Lê Lương Quân cùng với nhân viên bảo vệ của Lê Uy Long cũng ngay lập tức đi theo Lê Uy Long đến trạm chỉ huy của tay lo. Khi Lê Uy Long đến đài chỉ huy của tay lo, anh thấy tay lo và người của gã ta bị bắn vào đầu, nằm trên mặt đất và chết không nhắm mắt. Ai đã giết tay lo và người của anh ta vậy? Lê Uy Long hỏi. Báo cáo hộ soái là tôi. Trương Minh Nguyệt lập tức bước ra khỏi nhóm nói. Lệ Uy Long nhìn thấy Trương Minh Nguyệt đang ở đây, anh sửng sốt, hỏi Trương Minh Nguyệt, sao có thể là cô? Báo cáo hộ soái, sau khi lẻn vào nhà họ Phan, tôi bị địch bắt và sau đó trốn thoát. Tôi đã ẩn nấp trên nóc phòng chỉ huy của Tay Lo, nghe trộm kế hoạch tác chiến của anh ta. Vừa rồi Tay Lo đã ra lệnh cho cấp dưới của anh ta buộc chặt bom trên người anh ta và muốn cùng chết với chúng ta. Những người lính xông vào đều bị giết. Tôi đã lợi dụng tình hình và bắn từ trên mái nhà xuống, giết chết tất cả. Trương Minh Nguyệt thuật lại toàn bộ sự việc cho Lê Uy Long rất ngắn gọn. Tốt, tổ trưởng Trương Minh Nguyệt rất dũng cảm, cô dám đi vào hang cọp và chiến đấu với vết thương một mình. Không chỉ đánh cắp thông tin quan trọng, mà còn giết chỉ huy đối phương cùng các tướng chủ lực, tránh cho chúng ta được một cuộc tấn công liều chết và cứu sống nhiều binh sĩ của chúng ta. Đây là một công lao rất lớn, cô đã làm rất tốt. Lê Uy Long có chút hào hứng nói. Trương Minh Nguyệt rất vui khi nhận được lời khen ngợi của Lê Uy Long, nhưng cô ta khiêm tốn nói, hộ soái, đây chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, không phải là cái gì lớn lao cả. Đừng khiêm tốn nữa, tay lo, chiến thần vô địch lừng danh thiên hạ, đã bị cô giết chết. Đây không phải là công lao lớn thì cái gì mới gọi là công lao lớn. Nếu cô không giết chúng kịp thời mà để chúng cho nổ bom thì không biết bao nhiêu binh sĩ sẽ hy sinh vì điều này đây. Lê Uy Long nói, hộ soái dùng quân của mình như một vị thần, anh đã đánh bại cả chiến thần bất bại Ano và chiến thần vô địch tay lo. Đây là một kiệt tác, sau trận chiến này, uy tín của hộ soái anh sẽ gây chấn động thế giới. Trương Minh Nguyệt nói, có thể đánh bại những kẻ thù hùng mạnh này là kết quả của sự sống và cái chết của tất cả những người lính, của những người anh dũng giết chết kẻ thù, hơn nữa tổ đặc công xe đầu của cô cũng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong trận chiến này chiến thắng trong kháng chiến này không phải do một mình lê uy long tôi mà là sự đóng góp của tất cả các thành viên của long quốc chúng ta cùng tham chiến lê uy long không dám nhận công lao một mình với cái chết của tay lo cuộc chiến của liên minh quốc tế xâm lược long quốc cuối cùng đã kết thúc với lê uy long và đội quân của long quốc anh đã giành được chiến thắng lớn và đạt được chiến thắng cuối cùng lúc này một người lính chạy vào xin chỉ thị báo cáo hộ soái nhà họ phan đã bị chúng ta bao vây phải đối phó với nhà họ Phan như thế nào ạ? chương 758 chúng tôi không phản quốc. Trước tiên hãy đem tất cả bọn họ tới đây. Lê Uy Long nói. Vâng, người lính nhận lệnh, lại lập tức chạy ra ngoài. Lê Uy Long cũng bước ra ngoài sau đó. Phạm Cương, Lê Lương Quân và Trương Minh Nguyệt đi theo sau Lê Uy Long ra ngoài. Bước ra khỏi tòa nhà chỉ huy của Tay Lo, Lê Uy Long nhìn lên bầu trời, trong lòng chợt dâng lên một nỗi cô đơn khó tả một loại cô đơn nhìn ra thế giới không ai địch nổi. Từng là kẻ thù số một, chiến thần bất bại Ano và chiến thần vô địch tay lo, giờ đã bị chính mình đánh bại. Thử hỏi cả thế giới, còn ai dám trở thành kẻ thù của chính mình chứ? Hãy dọn dẹp chiến trường, truy phong những người lính đã hy sinh, xây dựng một tượng đài ở thành phố Quốc Hòa và tổ chức một buổi lễ tưởng niệm lớn vào ngày hôm sau, để các thế hệ tương lai luôn ghi nhớ thành tích của họ. Lê Uy Long nói, vâng tất cả những người lính đồng thanh. Khi nhà họ Phan nhìn thấy một số lượng lớn binh lính của Long Quốc xông tới, tất cả đều dùng mình và cuộn tròn thành một quả cầu. Các, các người muốn làm gì vậy? Ông cụ Phan run rẩy hỏi. Người nhà họ Phan có tội phản quốc, Lê Hộ Soái có lệnh bắt tất cả các người. Tướng lính nói. Quân lính xông lên, bắt hết người nhà họ Phan, trói lại. Khi nhà họ Phan bị trói, tất cả đều co lại thành một đoàn. Lúc này Cao Hùng cũng không còn nơi nào để trốn, cũng bị bắt, cùng gia đình họ Phan bị áp giải ra ngoài. Một lúc sau, người nhà họ Phan lần lượt bị lôi ra ngoài. Ông cụ Phan nhìn thấy Lê Uy Long đâng đứng ngoài vệ ngoài cổng, run rẩy hỏi, Lê, Lê Uy Long, cậu định làm gì với chúng tôi? Người nhà họ Phan phản quốc để đầu hàng kẻ thù, chết là không thể tránh khỏi, tôi sẽ để các người và nhà họ Trần đi cùng nhau đoạn đường này. Lê Uy Long nói thẳng nghe được lời nói của lê uy long già trẻ lớn bé trong nhà họ phan đều chấn động cảm giác như rơi xuống vực thẳm không chúng tôi không hề đầu hàng kẻ thù ông cụ phan bắt đầu phủ nhận các người không đầu hàng kẻ thù vậy tại sao tay lo lại chuyển vào nhà họ phan của mấy người sống trong đó lê uy long lạnh lùng hỏi là bọn họ cưỡng chế di chuyển đến làm sao những người bình thường chúng tôi dám chống lại ông cụ phan nói đúng vậy những thế lực quân địch này đã cưỡng ép xông vào nhà họ Phan của chúng tôi. Chúng tôi chỉ là thường dân, chúng tôi không thể đối đầu với chúng, chúng tôi chỉ có thể để chúng tự ý làm bậy. Phan Huy Thành cũng có phản ứng và lập tức hùa theo ông cụ Phan. Đúng vậy, nhà họ Phan của chúng tôi luôn trung thành với Long Quốc. Làm sao lại có thể là kẻ phản quốc đầu hàng kẻ thù? Cậu không nên vụ oan cho chúng tôi, Phan Đại Kiệt cũng nói. Lệ Uy Long, hãy tha chúng tôi đi, chúng tôi thực sự không hề đầu hàng kẻ thù tôi biết cậu có bất bình với nhà họ phan nhưng cậu không thể dùng chuyện công để trả thù riêng huỳnh thanh mai nói khi lê uy long nghe thấy nhà họ phan muốn chối tội anh vô cùng tức giận tất cả đều im miệng lại cho tôi tôi đường đường là hộ soái bảo vệ đất nước người bảo vệ của quốc gia các người nghĩ muốn dựa vào hai ba câu nói có thể thoát tội được sao nghĩ tôi nghĩ tôi là một đứa trẻ ba tuổi sao đừng cho rằng tôi không biết là các người đã đón tiếp tay lo, để anh ta ở trong nhà họ Phan. Lệ Uy Long, cậu không có căn cứ thì không nên nói bậy, tại sao lại kết luận rằng chúng tôi đã dẫn tay lo vào nhà? Cậu đây là đang ngậm máu phun người, Huỳnh Thanh Mai càng nói càng hăng hơn, đến bây giờ bà ta vẫn cho rằng Lệ Uy Long là người nhà họ Chu. Ngữ điệu trong mỗi câu nói của bà ta vẫn không hề thay đổi. Tôi sớm đã nhận được tin tình báo về việc các người phản bội đất nước đầu hàng kẻ thù. Chứng cứ rõ ràng, các người đừng hòng chối tội, lê uy long rất bình tĩnh nói. tình báo cái gì, liệu thông tin tình báo của cậu có bị sai không, huỳnh thanh mai nói. đúng vậy, cậu không thể ăn nói hổ đồ được, mưu phản không phải chuyện tầm thường, loại tội danh này không thể tùy tiện xác định. phan huy thành cũng nói. lúc này trương minh nguyệt đứng lên nói, phan huy thành, anh có còn nhớ tôi không? phan huy thành đã rất sốc khi nhìn thấy trương minh nguyệt. mặc dù trương minh nguyệt rất xinh đẹp nhưng trong mắt phan huy thành lúc này giống như nhìn thấy một bóng ma bởi vì trước đó hắn ta và cao hùng đã tìm kiếm trương minh nguyệt nhưng họ đã không tìm thấy cô ta trương minh nguyệt cô sao cô lại ở đây phan huy thành run rẩy hỏi đừng lo lắng về việc tôi ở đây như thế nào trước đây tôi trốn vào nhà họ phan của các người để trốn kẻ thù chính anh đã báo cho kẻ thù và khiến tôi bị kẻ địch bắt giữ đây không phải là hành động của kẻ phản quốc sao trương minh nguyệt lạnh lùng nói tôi tôi phan huy thành cứng họng không biết nên phủ nhận như thế nào nhà họ phan các người đầu hàng giặc tôi đã tận mắt chứng kiến sau khi tôi bị địch bắt các người thật sự muốn hủy hoại tôi người có xấu hổ khi nói nhà họ phan các người không đầu hàng giặc không trương minh nguyệt tức giận nói tôi biết tôi sai rồi xin hãy buông tha cho tôi phan huy thành biết mình không thể phủ nhận đành phải cầu xin lòng thương xót khi lê uy long nghe thấy phan huy thành thực sự muốn hủy hoại trương minh nguyệt trong lòng anh đột nhiên vô cùng tức giận. Đồ cặn bã như hắn ta thì chết cũng không hết tội." Trương Minh Nguyệt lạnh lùng nói. "Nếu không phải các người để kẻ địch đổ bộ vào thành phố Quốc Hòa, kẻ địch sẽ không có cơ hội chiếm cứ nhà họ Phan của chúng tôi. Chính sự kém cỏi của các người đã cho chúng ta cơ hội đầu hàng đối phương." Huỳnh Thanh Mai lại bắt đầu kiêu ngạo chỉ trích Lê Uy Long, bà ta cho rằng chuyện nhà họ Phan phản quốc và chuyện để tay lo vào nhà họ Phan ở đều tại Lê Uy Long gây ra. Khi Lê Uy Long nghe thấy Huỳnh Thanh Mai thật sự vu khống binh lính của Long Quốc như vậy, anh vô cùng tức giận, trực tiếp rút súng ra, bắn Huỳnh Thanh Mai. Bằng, bằng một tiếng súng, viên đạn đã bắn trúng tim Huỳnh Thanh Mai, máu tuôn ra giống một bông hoa máu. chương 759 vang danh thiên hạ. Mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, không một ai có thể ngờ rằng Lê Uy Long sẽ đột nhiên nổ súng. Nhất là người nhà họ Phan, Họ không thể ngờ rằng chỉ một lời không hợp là Lê Uy Long trực tiếp nổ súng giết người. Có nằm mơ Huỳnh Thanh Mai cũng không thể ngờ, thằng con rể bỏ đi nhà họ Chu lại có thể ác độc như vậy. Tướng sĩ Long Quốc tôi đây có thể bỏ mạng quên mình để bảo vệ thành phố Quốc Hòa, sao có thể để một người đàn bà tranh chua như bà ta làm nhục. Dám phỉ báng, nói Tướng sĩ Long Quốc vô dụng, nhất định phải chết." Lê Uy Long lạnh lùng nói. Huỳnh Thanh Mai kinh ngạc bản thân chỉ nói chuyện đụng chạm tới Lê Uy Long một chút, thuận miệng nói bọn họ vô dụng, thế mà lại đưa tới hỏa chết người. Tới lúc này bà ta mới tỉnh ngộ, Lê Uy Long đã không còn là đứa con ở rể nhà họ Chu mà ai cũng có thể cười nhạo, khinh bỉ, hiện giờ Lê Uy Long đã là hộ soái của trăm nghìn binh lính. Lúc Huỳnh Thanh Mai hiểu rõ mọi chuyện thì cũng là lúc bà ta từ từ ngã xuống. Máu tươi không ngừng trào ra từ ngực bà ta. Vợ ơi, thấy vợ mình bị Lê Uy Long một phát súng bắn chết, Phan Đại Kiệt đau đớn cùng cực mà hét lên. Mẹ, Phan Huy Thành cũng đau đớn gào lên khi thấy mẹ mình bị phát súng của Lê Uy Long giết chết. Lúc này, Huỳnh Thanh Mai đã không còn nhúc nhích. Huỳnh Thanh Mai chỉ đi trước các người một bước mà thôi, lũ Việt gian các người cũng sẽ đi theo bà ta nhanh thôi. Lê Uy Long nói. Lê Uy Long, đồ ác quỷ giết người không ghê tay, mày quá độc ác, mày sẽ không có kết quả tốt đâu. Phan Đại Kiệt tức giận chửi mắng phản bội lại quốc gia, đi theo quân địch, bán nước cầu vinh, kết quả chỉ có chết. Đưa bọn họ đi, chọn ngày xử bắn. Lê Uy Long không muốn nghe người nhà họ phan nói nhảm, anh lập tức ra lệnh cho binh lính áp giải bọn họ đi. Nghe được lệnh, những binh lính kia nhanh chóng đưa người nhà họ phan đi. Tin Lê Uy Long tiêu diệt hết quân lính của nước Liệp ưng và nước Cự Hùng, đánh bại chiến thần bất bại Ano và chiến thần vô địch Tay Lo đã nhanh chóng chuyển đi khắp nơi trên thế giới nhất là việc Lệ Uy Long không chấp nhận sự đầu hàng của chiến thần vô địch Tay Lo, nhất định tiêu diệt toàn quân binh của Tay Lo càng khiến thiên hạ khiếp sợ. Trong trận chiến ở thành phố Quốc Hòa, những người đứng đầu của các nước trên thế giới đều cảm thấy lo sợ, cả thế giới đều đã biết tới thủ đoạn cứng rắn của Lệ Uy Long, cả thế giới đều vì thế mà run rẩy. Liên minh quốc tế nghĩ lại đã thấy dùng mình, họ thầm cảm thấy may mắn vì đã không tùy tiện ra quân hai nước Liệp ưng và Cử Hùng không những đã bị tổn thất vô số quân binh mà còn mất đi chiến thần mạnh nhất của họ. Hai vị quốc vương của hai nước đau buồn không thôi, đồng thời trong lòng cũng vô cùng thấp thỏm, lo âu, sợ rằng Long Quốc sẽ ra quân tấn công bọn họ. Nước Sư Quốc, Lang Quốc và nước dẫn giao vừa nghe tin đã sợ mất mật, nào dám cho quân tấn công Long Quốc nữa chứ? Chiến thần của Long Quốc, Lệ Uy Long, đối mặt với chiến thần bất bại Ano của nước Liệp ưng và chiến thần vô địch tay lo của nước Cử Hùng, lấy một địch hai mà cũng có thể toàn thắng, giết chết Hano và tay lo, hai vị chiến thần đương thời, ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Người dân Long Quốc hay tin Lê Uy Long đã tiêu diệt hết quân địch ở thành phố Quốc Hòa, giành được thắng lợi lớn, mọi người lập tức hoan hô, cả nước sôi sục, vô số người dân ảo ảo chạy ra đường để ăn mừng. Quốc vương Long Quốc đang chấn giữ ở phía Bắc khi nghe tin Lê Uy Long lại giành được thắng lớn ở phía Nam cũng cảm thấy rất kích động, anh ta đập bàn đứng dậy, trong trận chiến này, hộ soái Lê đã tiêu diệt toàn bộ quân địch ở thành phố Quốc Hòa, đánh bại Ano và Tay Lo, hai kẻ coi trời bằng vung, thể hiện được toàn bộ uy phong của Long Quốc chúng ta. Quốc phương, thuộc hạ đã nói từ lâu, có hộ soái Lê ở đây là có thể bảo vệ cho đất đai Long Quốc khỏi mọi lo lắng. Đúng vậy, lần này liên minh năm nước xâm lược Long Quốc chúng ta, hộ soái Lê đánh Nam dẹp Bắc, chuyển bại thành thắng, lập nhiều chiến công. Hộ soái Lê thật sự là trụ cột của Long Quốc chúng ta, là vật báu của đất nước chúng ta. Lần này, nếu không nhờ hộ soái Lê Trinh chiến Bắc Nam, đánh bại địch mạnh thì Long Quốc chúng ta đã rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng rồi. Các quan chức dối rít khen ngợi chiến công của Lê Uy Long. chương 760 quốc vương muốn đến thành phố Quốc Hòa. Mọi người đều đã thấy rõ chiến công của hộ soái Lê, không cần nói thêm. Tôi muốn đích thân đi tới thành phố Quốc Hòa, quốc vương Long Quốc nói. Các quan chức khi nghe thấy Quốc Vương Long Quốc nói muốn đi tới thành phố Quốc Hòa thì đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. "Quốc Vương, ngài tới thành phố Quốc Hòa làm gì?" một vị quan chức hỏi. "Cuộc chiến ở thành phố Quốc Hòa lần này, các tướng sĩ của Long Quốc chúng ta đều chiến đấu anh dũng, đẫm máu và hăng hái giết địch. Vì bảo vệ thành phố Quốc Hòa mà không ít tướng sĩ Long Quốc đã bỏ mạng. Tôi muốn đích thân tới thành phố Quốc Hòa để khen ngợi các tướng sĩ nơi này." Quốc Vương Long Quốc nói. "Quốc Vương tuyệt đối không thể đi, một vị quan chức nói. Có gì mà không thể, quốc vương Long Quốc hỏi lại. Thành phố Quốc Hòa vừa được bình định, rất có thể còn sót lại quân địch, tôi sợ rằng nếu ngài đi tới thành phố Quốc Hòa thì sẽ gặp nguy hiểm. Vị quan chức này nói, hộ soái Lê đã tiêu diệt hết quân địch ở thành phố Quốc Hòa, cũng đã một lưới bắt gọn hết đặc công của quân địch, lấy đâu ra quân địch còn sót lại chứ? Quốc vương Long Quốc nói, đặc công của quân địch đâu đâu cũng có, lần này quân địch tiến công long quốc ta một cách trắng trợn như vậy khẳng định là đã ủ mưu từ lâu chắc chắn trước đó chúng đã phái rất nhiều đặc công thâm nhập vào nội bộ long quốc ta mặc dù có thể đặc công ở thành phố quốc hòa đã bị một lưới tóm gọn nhưng ở những thành phố khác vẫn còn rất nhiều đặc công của quân địch nếu để đặc công của quân địch biết ngài muốn xuôi nam rất có thể chúng sẽ lại lẻn vào thành phố quốc hòa ra tay với ngài vị quan chức này nói đúng vậy quốc phương ngài không nên tới thành phố quốc hòa vào thời điểm này lại thêm một vị quan chức khuyên nhủ anh ta quốc phương ngài là quốc phương của một nước tạm thời không thể đi tới một thành phố vừa mới dẹp yên chiến loạn như thành phố quốc hòa nếu chẳng may ngài gặp bất chắc gì hậu quả không thể nào lường được lại một vị quan chức khác nói thế nhưng ý quốc vương long quốc đã quyết thấy nhiều quan chức ngăn cản mình như vậy anh ta rất không hài lòng anh ra không kiên nhẫn nói các ông đều lo lắng quá rồi đó chiến trường ở phía bắc ta cũng chưa từng sợ hãi mà lại đi sợ thành phố quốc hòa đã thắng lợi hoàn toàn sao? Quốc phương, chẳng lẽ ngài đã quên rồi sao? Ngài cũng đã từng bị tên tướng làm phản hàn hổ uy hiếp. Chiến loạn ở thành phố quốc hòa vừa mới ổn định, có quá nhiều nhân tố không các định tồn tại, xin ngài hãy nghĩ lại được không? Một vị quan chức khác khuyên ngăn. Thành phố quốc hòa có hộ soái lê ở đó, tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Các ông không cần khuyên nữa, quốc phương Long Quốc nói nhưng phía Bắc không thể thiếu ngài. Một khi ngài đi, nước sư quốc sẽ có thể tấn công phía Bắc thêm một lần nữa bất cứ lúc nào. Một vị quan chức thấy không thể nào ngăn cản quốc vương tới phía Nam nên chỉ có thể nói ra lý do này. Trận chiến ở thành phố quốc hòa của hộ Soái Lê đã uy chấn thiên hạ, nước sư quốc, lang quốc và nước dẫn giao nghe tin đã sợ mất mật từ lâu, nào dám coi thường long quốc chúng ta nữa. Tôi tới phía Nam, ngoài việc muốn chia buồn với các tướng sĩ thì còn có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với hộ soái lê quốc vương long quốc nói không biết quốc vương có chuyện gì muốn bàn bạc với hộ soái lê một vị quan chức hỏi đây là cơ mật tôi không muốn nói với các ông quốc vương long quốc lại mất kiên nhẫn trả lời các quan chức nghe quốc vương nói như vậy thì không dám hỏi thêm nữa những vị quan chức này đều đi theo quốc vương long quốc từ long đô tới phía bắc giúp đỡ cho quốc vương long quốc Quốc Vương, ngài định khi nào lên đường?" Một vị quan chức thấy không khuyên được Quốc Vương Long Quốc nên chỉ đành hỏi anh ta thời gian lên đường. "Sáng sớm mai, ngồi chuyên cơ tới thành phố Quốc Hòa." Quốc Vương Long Quốc nói. "Nếu Quốc Vương đã quyết định đi, tôi nguyện theo ngài đi tới thành phố Quốc Hòa." Các quan chức cùng nhau nói lớn. "Có thể đi theo, nhưng lần này, chuyện tôi tới thành phố Quốc Hòa phải tuyệt đối giữ bí mật, không thể để lộ hành tung." Quốc Vương Long Quốc nói. Thuộc hạ đã hiểu, các quan chức lại một lần nữa đồng thanh. Đương nhiên họ hiểu, để lộ hành tung của Quốc Vương Long Quốc sẽ dẫn tới nguy hiểm cho anh ta. Chẳng may bị đặc công của quân địch biết tin Quốc Vương Long Quốc muốn xuôi nam, ám sát Quốc Vương Long Quốc ở trên đường đi hoặc ở thành phố Quốc Hòa, vậy coi như xong đời. Chương 761 mọi người chờ đợi. Lúc này, ở biệt thự Tinh Nguyệt, Hà Ngọc Vinh cùng đội đặc nhiệm Phượng Hoàng Bình Loan và Cục Công an thành phố đã biết tin Lê Uy Long đã diệt gọn tay lo, giành được thắng lợi trong trận chiến bảo vệ thành phố Quốc Hòa, họ đều cảm thấy rất hưng phấn, hoan hô ăn mừng. Đã có vô số tướng sĩ của Long Quốc hăng hái chiến đấu, thậm chí đã có rất nhiều tướng sĩ đã hy sinh để đổi lấy chiến thắng này, một chiến thắng không hề dễ dàng. Trận thắng này đã thể hiện được oai phong của Đại Long Quốc, các nước thù địch khác sẽ không còn dám manh động nữa. Ở trong biệt thự, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng cũng đã biết tin Lê Uy Long giành thắng lớn nên cũng rất vui mừng. Nhược Mai, quân địch ở thành phố Quốc Hòa đã bị diệt sạch, Long Quốc của chúng ta đã giành được thắng lợi, chồng cậu, Lê Uy Long thật sự quá lợi hại. Nguyễn Tú Hằng kích động nói. Đúng vậy, không ngờ anh ấy lại có thể đánh bại Ano và Tay Lo, hai chiến thần vang danh thiên hạ như vậy, Chu Nhược Mai giống như đang nằm mơ, không dám tin tưởng chuyện này là thật. Tớ đã nói rồi mà, Lê Uy Long mới là chiến thần có một không hai. Những cái gì mà chiến thần bỏ đi kia khi gặp phải Lê Uy Long thì đều phải chết. Nguyễn Tú Hằng nói: Tớ cảm thấy cậu còn hiểu rõ Lê Uy Long hơn tớ đấy. Chu Nhược Mai nói: Dĩ nhiên rồi. Cậu là người trong cuộc nên mơ hồ, không phát hiện ra sự lợi hại của Lê Uy Long. Nguyễn Tú Hằng nói: Giờ thì tớ phát hiện rồi. Trước đó là do anh ấy giấu kỹ quá. Một người lợi hại như vậy mà lại cam tâm tình nguyện ở rể nhà họ Chu bọn tớ chuyện này đúng là quá khó tin, dù là ai cũng không tưởng tượng được, Chu Nhược Mai nói. Nhớ lại năm đó, ông nội ép mình kết hôn với Lê Uy Long, Chu Nhược Mai càng cảm thấy ông mình nhìn xa trông rộng, nhìn người quá chuẩn. Một người giỏi giang như Lê Uy Long lại chịu ở rể, như thế có thể thấy anh ấy yêu cậu tới nhường nào. Nguyễn Tú Hằng nói, nghe vậy, trong lòng khu Nhược Mai cảm thấy rất ngọt ngào, được một vị chiến thần có một không ai yêu thương là chuyện hạnh phúc biết bao nhiêu. Cô đã quyết định, chờ tới khi Lê Uy Long trở lại, cô sẽ chính thức động phòng với anh. Đường đường là một hộ soái bảo vệ oai phong lẫm liệt, nếu để người khác biết chuyện anh ấy và mình đã kết hôn được 3 năm mà anh ấy vẫn chưa chinh phục được vợ mình thì sẽ bị họ cười tới rụng răng mất. Thậm chí sẽ có người nghi ngờ anh bị bất lực. Cô cảm thấy bản thân cần để cho Lê Uy Long được hưởng thụ niềm vui thú nguyên sơ nhất. Dĩ nhiên, chính bản thân cô cũng muốn thể nghiệm một chút quan trọng nhất là phải nhanh chóng sinh con với Lê Uy Long. Một hộ soái bảo vệ một trận chiến định Giang Sơn, vang danh thiên hạ, sao có thể không có con cháu đời sau. Đang lúc khu nhược mai suy nghĩ như vậy, điện thoại cô chợt reo lên. Cô lấy điện thoại ra xem, thấy là điện thoại của thím hai Kim Ngọc gọi tới thì nghe máy. Thím hai, thím tìm cháu có việc gì, chu nhược mai hỏi. Nhược mai à, chúc mừng cháu, Lê Uy Long đánh thắng trận, sau này cháu sẽ tha hồ mà hưởng vinh hoa phú quý kim ngọc không giấu nổi vẻ hưng phấn cảm ơn thím hai thím gọi điện cho cháu chắc không chỉ đơn giản là để chúc mừng chúng cháu chứ chu nhược mai nói ha ha cháu hiểu thím hai quá mà ngoài việc chúc mừng hai cháu thì thím muốn hỏi thăm cháu xem lê uy long có cứu được lệ ngọc và phi dương không kim ngọc hỏi tin tức lệ uy long đã tiêu diệt toàn bộ quân địch tới xâm chiếm chỉ trong một đêm đã được truyền khắp thiên hạ từ lâu đương nhiên người nhà họ Chu cũng biết. Người nhà họ Chu biết được tin cậu con ở rể Lê Uy Long thế mà lại chiến thắng chiến thần bất bại Ano và chiến thần vô địch Tay Lo, trong lòng họ rất phấn chấn, nhưng đồng thời cũng vô cùng hối hận. Đương nhiên họ hối hận vì đã đoạn tuyệt quan hệ với Lê Uy Long và Khu Nhược Mai. Nếu như không đoạn tuyệt quan hệ với Lê Uy Long và Khu Nhược Mai thì nhà họ Chu đã có một vị hộ soái bảo vệ có công lao không ai sánh nổi, vậy thì ngầu biết bao. Chương 762 Lê Uy Long trở về. Mục đích mà Kim Ngọc gọi điện thoại cho khu Nhược Mai đương nhiên là vì muốn hỏi thăm chuyện của con trai và con gái bà ta. Nhưng câu đầu tiên vẫn cần khách sáo trước. Thím Hai, cháu có nghe cấp dưới của Lê Uy Long nói rằng Lệ Ngọc và Phi Dương đã được cứu ra rồi, Chu Nhược Mai nói. Cô nghe Hà Ngọc Vinh nói vậy. Cứu được là tốt rồi, thật sự rất cảm ơn các cháu. Kim Ngọc vô cùng vui vẻ nói. Không có gì. Đây là việc Lê Uy Long nên làm, Chu Nhược Mai đáp lời. Chúng ta rất hối hận, lúc đầu đã đoạt tuyệt quan hệ với cháu và Lê Uy Long." Kim Ngọc nói. "Thím hai, thím đừng nói những chuyện này, nếu không có chuyện gì thì cháu cúp máy đây." Chu Nhược Mai nói. "Được rồi, vậy có thời gian thì chúng ta lại nói chuyện sau." Kim Ngọc biết tin con gái và con trai của mình đã được cứu ra, cũng không biết nói chuyện gì với Chu Nhược Mai nữa. Sau khi tắt máy, Chu Nhược Mai ra cửa biệt thự chờ Lê Uy Long quay lại. Vì vừa đánh giặc xong nên Lê Uy Long còn rất nhiều chuyện cần xử lý, không thể lập tức trở về. Chu Nhược Mai trông mòn con mắt, chờ mãi tới tận khi trời sáng mới thấy Lê Uy Long dẫn theo một nhóm nhân viên bảo vệ trở về Tinh Nguyệt. Trương Minh Nguyệt cũng có trong số đó. Hà Ngọc Vinh cùng đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, Bình Loan và cục công an thành phố và cả tổ đặc công xe đầu thấy Lê Uy Long quay lại thì lập tức xếp thành hàng đứng hai bên nghênh đón anh trở lại. Cung nghênh hộ soái chiến thắng trở về, tất cả mọi người đồng thanh hô lên. Mọi người vất vả rồi, không cần phải làm loại nghi thức này, giải tán hết đi. Lê Uy Long nói. Hà Ngọc Vinh và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng nghe thấy Lê Uy Long không muốn làm cầu kỳ, nghi thức này nọ thì lập tức vây lấy anh, díu tiết hỏi không ngừng. Họ đều muốn hỏi thăm về tình hình chiến đấu sau đó. Bởi vì lúc sau họ đều không có ở đó. Tổ đặc công xe đầu thấy tổ trưởng Trương Minh Nguyệt Bình An trở về nên cũng vây quanh cô ta, hỏi thăm tình hình sau đó. Lệ Uy Long đã nhìn thấy khu nhược mai đứng ở biệt thự chờ mình quay lại, anh muốn nhanh chóng gặp mặt vợ mình nhưng không ngờ lại bị một đám thành viên nữ của đội đặc nhiệm vây quanh hỏi đông hỏi tây. Anh không khỏi cảm thấy nhức đầu, những thành viên nữ thuộc đội đặc nhiệm này đúng là không biết lớn nhỏ, vây quanh anh líu ra líu díu hỏi chuyện không ngừng ở ngay trước mặt vợ anh, có còn ý tứ không hả? chẳng may vợ mình ghen thì phải làm sao? Sao chỉ muốn gặp mặt vợ mình thôi mà cũng khó khăn như vậy? Nghiêm, Lệ Uy Long không còn cách nào khác, chỉ có thể hạ lệnh. Mệnh lệnh của hộ soái, những thành viên của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng không dám trái lời, họ lập tức đứng nghiêm, không gian nháy mắt yên lặng như tờ. Toàn bộ người của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, tổ đặc công xe đầu và cục công an thành phố đều không dám động đậy nữa. Tình hình sau đó cũng không có gì đáng nói mọi người cũng không phải chưa từng thấy tôi đánh trận. Sau khi mọi người rời đi, tay lo muốn đầu hàng, tôi không chấp nhận sự đầu hàng của anh ta nên đã tiêu diệt toàn bộ quân binh của anh ta. Đến phút cuối, tay lo và cấp dưới của anh ta buộc bom vào người, muốn cùng chết với các tướng sĩ của quân ta đã xông vào sở chỉ huy của quân địch, dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy. Tổ trưởng Trương Minh Nguyệt của tổ đặc công xe đầu đã xuất hiện, dẫn dầu giết chết bọn chúng. Tình hình trận chiến đại khái là như vậy. Không có gì đáng để hỏi. Nếu muốn hỏi, mọi người đi hỏi tướng sĩ khác đi, đừng có làm phiền tôi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Lệ Uy Long kể lại tình hình một cách đơn giản, sau đó nhanh chóng đi tới biệt thự, đi tới chỗ Khu Nhược Mai. Chương 763 anh là chồng em, là anh hùng cái thế của em. Chu Nhược Mai thấy Lệ Uy Long rốt cuộc cũng thoát khỏi sự dây dưa của các nữ đặc công đó mà đi về phía mình liền mừng rỡ ra mặt. Từ tối hôm qua Nguyễn Tú Hằng đã ở lại cùng khu nhược mai chờ Lê Uy Long trở về, chờ cho đến tận hừng đông. Lúc này nhìn thấy anh hùng cái thế Lê Uy Long, vị công thần của đất nước đã trở về thì hai mắt cô cũng phải tỏa sáng. Uy Long, cuối cùng anh cũng đã trở lại, Chu nhược mai xúc động, cô nhịn không được chạy về phía Lê Uy Long. Chồng của mình ra chiến trường giết địch, kẻ địch lại hùng mạnh như vậy, đã đi thì chẳng rõ sống chết, giờ phút này nhìn thấy anh chiến thắng trở về đương nhiên là cô xúc động không thôi chỉ có người trải qua sinh ly tử biệt mới có thể cảm thụ được loại cảm giác này đúng vậy anh đã trở về lê uy long thản nhiên trả lời đánh giặc đối với anh mà nói là chuyện như cơm bữa không có gì ghê gớm chu nhược mai bởi vì xúc động nên trực tiếp nhào vào người lê uy long ôm anh thật chặt không mảy may quan tâm hình tượng con gái nhà giàu cành vàng lá ngọc phải như thế nào lê uy long không ngờ khu nhược mai có thể làm ra hành động như vậy anh xấu hổ nói nhỏ nhược mai chú ý hình tượng đi, em là vợ của hộ soái đó, bây giờ ôm anh như vậy trước mắt bao người thì còn ra thể thống gì. Em mặc kệ, anh là chồng em, là anh hùng cái thế của em, em chẳng những muốn ôm anh mà em còn muốn. Câu tiếp theo khu nhược mai cũng ngại nói ra khỏi miệng. Em còn muốn làm gì? Lê Uy Long hỏi. Chu Nhược Mai không trả lời câu hỏi của Lê Uy Long mà kiếng mũi chân, trực tiếp dán môi mình lên môi Lê Uy Long. Lê Uy Long nhất thời sửng sốt, đứng ngây ra như phỗng. Thế nào anh cũng không ngờ được là Khu Nhược Mai lại có thể hôn mình trước mặt công chúng. Sở dĩ Khu Nhược Mai muốn hôn Lệ Uy Long trước mắt bao người là vì muốn công khai thị uy trước mặt nữ đặc nhiệm đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, Hà Ngọc Vĩnh, Lệ Uy Long là chồng cô, chỉ có cô mới có thể làm gì tùy thích với Uy Long. Nữ đặc nhiệm đứng trong góc tối ở chỗ của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng nhìn thấy anh hùng cái thế trong lòng mình bị Chu Nhược Mai hôn, trong lòng cảm thấy rất tồi tệ ngay cả nguyễn tú hằng cũng không nghĩ tới chu nhược mai lại có thể lớn mật như thế dám hôn lê uy long ở nơi công cộng chu nhược mai đã chủ động đến như vậy thì xem ra bây giờ hai người này có hy vọng rồi lê uy long bị chu nhược mai hôn một lúc thì đẩy nhẹ cô ra nói nhược mai trước mặt mọi người thân mật như thế là không tốt có chuyện gì chúng ta trở lại trong phòng rồi làm được chu nhược mai đỏ mặt nói cô cũng hiểu được mình có hơi quá đáng người ta nói thích thể hiện tình cảm sẽ mau chết đó, thân mật trước mặt mọi người thật là không tốt. Vì thế, Chu Nhược Mai liền nắm tay Lê Uy Long đi cùng anh vào biệt thự. Nguyễn Tú Hằng thấy khu Nhược Mai sốt sáng muốn cùng Lê Uy Long làm gì đó như vậy không thể không biết xấu hổ đi theo vào quấy giày bọn họ. Vào đến biệt thự khu Nhược Mai liền săn sóc nói với chồng, ông xã, nhất định là anh mệt chết rồi nhỉ. Anh mau tắm rửa rồi ngủ một giấc đi. Anh hơi mệt nhưng mà anh muốn ngồi một lát. Lê Uy Long nói, Em pha trước cho anh một bình trà, Chu Nhược Mai nói. Ừ, Lệ Uy Long đúng thật là hơi khát nước liền đồng ý ngay. Vì thế, Chu Nhược Mai lập tức pha trà cho Lệ Uy Long. Trà pha xong Lệ Uy Long cầm trà lên uống luôn. Ông xã, Lệ Ngọc và Phi Dương bây giờ đang ở đâu? Chu Nhược Mai nhớ tới chuyện của Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương liền hỏi. Lệ Ngọc có vẻ bị thương nặng, đang ở chỗ quân y chữa bệnh. Lệ Uy Long không muốn nhắc đến Chu Phi Dương chỉ chọn nói về Chu Lệ Ngọc. Vậy Phi Dương đâu? Chu Nhược Mai lại hỏi. Chu Phi Dương cũng được cứu ra." Lệ Uy Long tránh nặng tìm nhẹ nói. "Em ấy có bị thương không? Đang ở chỗ nào?" Chu Nhược Mai thấy Lê Uy Long có vẻ như không quá muốn nói về Chu Phi Dương, lại tiếp tục hỏi. "Nhược Mai, Chu Phi Dương bây giờ đã không có vấn đề gì rồi, em không cần phải hỏi lại, anh mệt quá, muốn nghỉ ngơi một lúc." Lệ Uy Long lo lắng khu Nhược Mai sẽ xin tha thay cho Chu Phi Dương cũng không muốn nói cho cô biết Chu Phi Dương phản quốc đi theo địch, đã bị giam cùng người nhà họ Trần. Được, vậy anh mau chóng về phòng tắm rửa rồi ngủ đi." Chu Nhược Mai nghe Lê Uy Long nói như vậy thì cô cũng không muốn hỏi nhiều. Cô thầm nghĩ bây giờ để cho Lê Uy Long trở về phòng tắm rửa rồi động phòng với anh mới là chuyện quan trọng nhất. "Ừ." Lê Uy Long lập tức đứng dậy đi về phòng nghỉ. Chương 764 đúng là một tên đàn ông đầu như khúc gỗ, không thể cứu chữa lê uy long bước về phòng mình uy long đến phòng em tắm đi chu nhược mai vội vàng nói sao lại muốn anh đến phòng em tắm lê uy long hỏi bởi vì bởi vì phòng tắm của em lớn hơn chu nhược mai tìm một lý do trong lòng không khỏi tức giận cái vị chiến thần anh hùng cái thế uy trấn thiên hạ này đúng là một tên đàn ông đầu óc như gỗ không thể cứu chữa được rồi anh đi lấy bộ quần áo rồi lại sang phòng em tắm lê uy long nói lần trước vì anh quên lấy quần áo sau đó không thể không kêu chu nhược mai lấy giúp quần áo gây ra không biết bao nhiêu xấu hổ có vết xe đổ rồi lần này anh sẽ không quên tối hôm qua anh đánh trận cả đêm quá cực khổ để em lấy quần áo giúp cho anh mau chóng đi tắm đi tắm xong rồi nghỉ ngơi một lúc chu nhược mai nói chuyện cực kỳ ân cần được vậy làm phiền em lê uy long nói xong liền bước về phía phòng khu nhược mai sau đó lê uy long liền đi vào phòng tắm lê uy long đợi trong phòng tắm mất một lúc vẫn không thấy khu nhược mai mang quần áo lại đây anh quyết định tắm rửa trước chờ như vậy cũng không tiện ai biết được khu nhược mai ở phòng bên kia mò mẫm cái gì nói không chừng mình tắm rửa xong mà cô còn chưa đem quần áo lại đây đâu nhưng khi lê uy long tắm được một nửa thì khu nhược mai đi vào bên ngoài phòng tắm ông xã em lấy quần áo cho anh rồi này chu nhược mai bây giờ vô cùng thân thiết gọi lê uy long là ông xã ừ Lê Uy Long đứng tránh ở cạnh cửa, sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra. "Nhược Mai, đưa quần áo đến gần đây đi." Lê Uy Long mở hé cánh cửa ra, nói. Nhưng chuyện lại xảy ra ngoài dự kiến của Lê Uy Long, Chu Nhược Mai thế mà lại trực tiếp đẩy cửa ra bước vào. Lê Uy Long nhất thời hoảng sợ, vội vàng choàng một cái khăn tắm che lên người. "Nhược Mai, em em, sao em lại xông vào đây?" Lê Uy Long kinh hoàng co rúm lại trong góc phòng tắm giờ phút này mặt cũng khu nhược mai cũng đã đỏ rực thật ra là cô cũng đã gồng hết dũng khí mới dám làm như vậy em em không ngờ là anh đang tắm cho nên mới trực tiếp mang quần áo vào đây thực ra chu nhược mai đã sớm biết lê uy long đang tắm là cô cố ý xông vào nhưng là sau khi xông vào cô cũng xấu hổ ghê gớm vậy em thả quần áo xuống rồi mau ra ngoài đi anh còn đang tắm lê uy long nói Tối hôm qua em vẫn luôn lo lắng cho anh nên cũng chưa tắm rửa gì, em cũng muốn tắm. Mặt mày khu nhược mai đỏ rực. Thật ra tối hôm qua cô đã tắm sạch rồi, nhưng cô cảm thấy bây giờ là thời điểm tốt để hoàn thành chuyện vợ chồng với Lê Huy Long. Một khắc cô cũng không muốn đợi nữa, tránh đêm dài lắm mộng. Lê Huy Long thân là hộ soái hộ quốc bảo vệ đất nước, lúc nào cũng có thể có việc xảy ra, nói không chừng chờ một lúc lại có việc phải đi xử lý. Bởi vậy cô cảm thấy phải thừa dịp bây giờ đang rảnh lập tức làm cho xong chuyện này. Ngay cả Nguyễn Tú Hằng đều đã phối hợp như vậy, không đi vào biệt thự. Phải nắm chắc lấy cơ hội này. Hơn nữa, bên ngoài có nhiều hộ vệ và người của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đang canh giữ như vậy, khẳng định là sẽ không có người đến quấy giày. Lúc này không làm thì còn đợi đến khi nào. Phải nắm chặt thời gian gạo nấu thành cơm với Lê Uy Long, anh hùng cái thế như anh khẳng định sẽ có rất nhiều cô gái muốn quyến rũ lê uy long là tên đàn ông đầu óc như cục gỗ trông mong anh chủ động là không có khả năng xảy ra nếu muốn biến chuyện này thành sự thật thì nhất định phải tự mình chủ động cô không tin cô đứng trước mặt anh mà anh còn có thể nhịn được nếu như thế mà cũng có thể nhịn được thì anh ấy chính là nhà sư rồi làm loại chuyện này trong phòng tắm có lẽ cũng rất lãng mạn em muốn tắm sao chờ anh tắm xong rồi em lại tắm anh đã sắp tắm xong rồi Lê Uy Long là tên không hề hiểu gì về chuyện tình cảm. "Không, giờ em muốn tắm luôn, Chu Nhược Mai thật là quá ngang ngược. Anh đi ra ngoài cho em tắm trước đấy." Lê Uy Long đối mặt với Chu Nhược Mai ngang ngược như vậy chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. "Ông xã, chúng ta đã làm vợ chồng nhiều năm, chẳng lẽ cùng nhau tắm cũng không được sao?" Chu Nhược Mai đã sớm dự liệu được Lê Uy Long là như vậy nên không hề buồn bực mà lại nhìn anh đầy tình tứ, dùng giọng điệu gần như là cầu xin để nói. Lê Uy Long nghe thấy Khu Nhược Mai nói như vậy thì nhất thời sửng sốt, không ngờ cô lại có thể đưa ra yêu cầu lớn mật như thế. "Anh, anh cảm thấy cùng nhau tắm rất xấu hổ." Vẻ mặt của Lê Uy Long đã đỏ bừng cả. "Thế này có là gì, chúng ta là vợ chồng, tắm nhiều rồi sẽ quen thôi." Chu Nhược Mai thấy Lê Uy Long thẹn thùng, mà cô ngược lại lại không hề thẹn thùng như vậy. Đối mặt với Chu Nhược Mai đang tiến sát từng bước, Lê Uy Long luống cuống không biết phải làm sao hộ soái oai phong một cõi, uy chấn thiên hạ chẳng lẽ lại sợ vợ mình sao? Ngay cả vợ mình cũng không dám chinh phục, Chu Nhược Mai nhìn Lê Uy Long như một cô gái cái sắp bị sàm sỡ, co rúm lại ở trong góc, cô càng cảm thấy chơi rất vui, liền dùng chiêu khích tướng đùa giỡn anh. Chiêu này của cô quả nhiên là có hiệu quả, Lê Uy Long cũng hiểu mình có thể chinh phục cả thiên hạ chẳng lẽ ngay cả vợ mình cũng không chinh phục được sao? Được, chúng ta cùng nhau tắm đi, Lê Uy Long quyết tâm thử một lần anh cũng cảm thấy mình vừa thắng trận, đánh bại quân địch, thành công trở về, đây là lúc để chinh phục vợ mình, hưởng thụ niềm sung sướng nên có giữa vợ chồng. Chuyện này đã kéo dài hơn 3 năm, mình cũng sắp nghẹn sắp hỏng rồi, lúc này không làm thì còn chờ đến khi nào. Chương 765 thiếu chút nữa là chảy máu mũi. Vậy anh xoay người sang chỗ khác trước đã, em muốn cởi quần áo. Trái tim Chu Nhược Mai đập thình thịch, đỏ mặt cúi đầu. Không phải nói là cùng nhau tắm sao? Dù sao chờ đến lát nữa em cũng phải để cho anh nhìn thấy, còn quay người cái gì nữa?" Lệ Uy Long nói. "Vậy cũng không giống nhau, để anh nhìn em cởi từng thứ một ra em sẽ thẹn chết." Chu Nhược Mai nói. "Được rồi, Lệ Uy Long cũng không ép cô, dù sao chờ một lúc cũng có thể nhìn, cũng không vội trong một chốc một lát." Nói xong, anh liền xoay người đi, mặt quay vào vách tường phòng tắm. Chu Nhược Mai vì để cho an toàn phòng ngừa lê uy long lặng lẽ nhìn lén nên quay lưng lại với lê uy long cởi dần từng chiếc quần áo trong lúc cởi quần áo chu nhược mai nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra tiếp theo vừa đau lại vừa sung sướng tay cô đã hơi run nghe nói lần đầu tiên của phụ nữ đều rất đau không biết chờ một lúc nữa có đau lắm không chu nhược mai vừa cởi vừa thầm nghĩ trong lòng lê uy long tuy đã đưa lưng về phía chu nhược mai nhưng không gian phòng tắm nhỏ như vậy từng hành động cử chỉ của cô anh đều nghe được rõ ràng rành mạch thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập nhanh của cô. Giờ phút này tâm tình của Lê Uy Long cũng rất khẩn trương. Anh đã sắp 26 tuổi mà còn chưa từng thân mật với phụ nữ. Anh là một người đàn ông bình thường, anh cũng từng mơ mộng làm những chuyện thế này với Chu Nhược Mai trong vô số buổi đêm tịch mịch, cuối cùng thì anh đã sắp được như ý nguyện. Chỉ chốc lát Su Nhược Mai đã cởi tất cả quần áo trên người. Cô cũng không thể không biết xấu hổ nói Lê Uy Long xoay người lại nên trực tiếp mở vòi hoa sen ra tắm một mình. Cô tin là Lê Uy Long nghe được tiếng mình tắm rửa nhất định sẽ không nhịn được mà xoay người lại. Lê Uy Long nghe thấy tiếng nước ào ào thì biết là quần áo trên người Chu Nhược Mai đã cởi hết, bây giờ hẳn là đang tắm rửa. Nhưng không được Chu Nhược Mai cho phép anh cũng không dám tự động xoay người lại. Chu Nhược Mai quay đầu nhìn thoáng qua Lê Uy Long, nhìn thấy anh vẫn ngốc như heo, mặt hướng vào trong vách tường, quay lưng về phía mình, mang bộ dáng úp mặt vào tường hối lỗi, trong lòng cô lại bắt đầu nổi giận. Tên đầu heo này, chẳng lẽ cái gì cũng phải chờ mình cho phép anh mới dám làm sao? Thật sự là hết thuốc chữa. Trong lòng Chu Nhược Mai tức giận nên cũng không thèm để ý đến Lê Uy Long, lại tiếp tục tắm rửa. Lê Uy Long đợi một hồi lâu, đợi đến mức ngứa ngáy trong lòng, cuối cùng cố lấy dũng khí mở miệng hỏi, Nhược Mai, em đã chuẩn bị xong chưa? em cũng sắp tắm xong rồi đấy chu nhược mai hơi tức giận không phải làm em nói chúng ta cùng nhau tắm sao sao lại đi tắm một mình trước vậy lê uy long khóc không ra nước mắt anh cũng đâu có lại đây tắm chung với em thì em phải tự mình tắm trước thôi chu nhược mai tỏ vẻ oán trách thế bây giờ anh tắm cùng em có được không lê uy long hơi lo lắng tuy anh nếu anh không mau lại đây thì em tự tắm một mình chu nhược mai tức giận nói Lệ uy long lặng đi một lúc rồi cuối cùng cố lấy dũng khí, chậm rãi xoay người lại. Lệ Uy Long vừa quay người lại thì thiếu chút nữa là chảy máu mũi. Nhìn thấy vợ mình, Chu Nhược Mai, giờ phút này đã không một mảnh vải che thân đứng ở dưới vòi hoa sen tắm rửa. Thân thể cô mềm mại, trắng như tuyết, giống như bạch ngọc được chạm khắc, như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo không tì vết. Đường cong hoàn hảo, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, tất cả đều cực kỳ hoàn hảo, quả thực chính là món đồ quý báu nhất trên thế gian. Tuy bây giờ Chu Nhược Mai đang quay lưng về phía Lê Vĩnh Thiên nhưng bộ lưng của cô cũng đủ làm cho người ta máu huyết sôi trào. Đôi chân thon dài, phòng eo mảnh khảnh, cổ trắng nón, đặc biệt là đôi gò núi cao mất trắng như tuyết ở phía trước. Lê Uy Long nhìn thân thể mềm mại quyến rũ tuyệt vời thì lập tức tim đập nhanh, miệng đắng lưỡi khô khi ánh mắt anh dừng lại ở bộ mông đầy đặn co giãn của chu nhược mai thì rốt cục máu mũi đã không thể kiềm chế mà chảy xuống chu nhược mai vẫn đang chờ lê uy long ôm lấy mình từ phía sau nhưng lê uy long vẫn không có hành động gì cô biết anh lại đang sững sờ cô không cần quay đầu lại cũng cảm giác được tầm mắt nóng rực của lê uy long đang nhìn chằm chằm những vị trí nhạy cảm của mình bị lê uy long nhìn từ phía sau như vậy cô cũng cảm thấy cả người không được tự nhiên cứ tiếp tục như thế cũng không phải là cách tốt sau lưng em kỳ không đến anh kỳ giúp em đi giọng nói của chu nhược mai mang theo mệnh lệnh lê uy long nghe vậy thì phục hồi lại tinh thần nói được được sau đó anh cầm lên bông tắm chuẩn bị kỳ lưng cho chu nhược mai không cần dùng bông tắm anh trực tiếp lấy tay kỳ giúp em cũng được mà chu nhược mai thấy lê uy long lấy bông tắm thì vội vàng ngăn cản anh được lê uy long lúc này đã ngây người trong lòng bối rối, Chu Nhược Mai nói cái gì thì anh lại làm theo như thế. Vì thế, Lệ Uy Long liền xịt sữa tắm ra hai lòng tay bàn tay, bắt đầu kỳ lưng cho Chu Nhược Mai. Lưng Chu Nhược Mai cũng mềm nhẵn như tơ, tay Lệ Uy Long chạm vào đến chỗ nào thì chỗ đó như có từng dòng điện truyền vào lòng bàn tay. Lệ Uy Long ngoan ngoãn giúp Chu Nhược Mai kỳ sạch thì Chu Nhược Mai đột nhiên lại đưa ra yêu cầu càng quá đáng hơn, đừng chỉ kỳ mỗi lưng như thế, phía trước cũng cần anh kỳ giúp đó. Chương 766 anh hùng cũng cần có không gian riêng tư chứ. Không phải em mới tắm sạch phía trước rồi sao, sao lại còn muốn tắm lại à?" Lê Uy Long khẩn trương hỏi. Bây giờ mới kỳ lưng cho khu Nhược Mai thôi mà anh cũng đã chịu không nổi, nếu lại còn kỳ cả phía trước thì sao anh kiềm chế nổi. "Nhờ anh kỳ hộ thì anh cứ kỳ đi, anh nói nhiều vậy làm gì?" Chu Nhược Mai thấy phía sau lưng mình không thể khiến cho Lê Uy Long nổi thú tính thì muốn để cho anh sờ đến phía trước xem anh còn có thể nhẫn nhịn tới khi nào. Được, được, anh Kỳ, anh Kỳ cho em. Lệ Uy Long run rẩy bắt tay vào làm, từ phía sau lưng vòng ra trước kỳ cọ cho khu nhược mai. Phía trước chỗ nào cũng là vùng cấm, Lệ Uy Long chọn kỳ bụng khu nhược mai trước. Anh cảm thấy vùng bụng bằng phẳng là chỗ tương đối an toàn cho nên lựa chọn bắt đầu từ đây. Chu Nhược Mai thấy chiến thần anh hùng cái thế làm cho kẻ địch khoảng sợ lại có thể nhát gan đến mức chỉ dám kỳ phần bụng của mình thì trong lòng lại phát bực. Cứ kỳ đi, để xem anh có thể kỳ chỗ bụng đó đến lúc nào. Cô cũng không tin Lệ Uy Long lại có thể thành thật đến mức chỉ sờ mỗi bụng mình. Lệ Uy Long kỳ cọ một hồi thì khăn tắm quây quanh người tự dưng lại bung ra. Giờ khắc này Lệ Uy Long đã mềm man, cũng không muốn nhặt khăn tắm lên buộc vào người mình nữa mà ngay lúc này khu nhược mai lại đột nhiên túm lấy hai tay lê uy long nắm lấy tay anh dịch dần lên phía trên người mình khi hai tay lê uy long chạm đến hai khối bảo bối phía trên của chu nhược mai thì máu đã sôi lên chỉ trong nháy mắt chu nhược mai đã dần dần đứng không vững cô nhân thể rút vào trong lòng lê uy long sau đó quay đầu hôn lên môi lê uy long lê uy long cũng không phải đồ đầu gỗ anh đã nhiệt huyết sôi trào từ lâu thấy vậy thì lập tức ôm chặt chu nhược mai từ phía sau nồng nhiệt hôn cô dưới dòng nước ấm của vòi hoa sen. Cuối cùng cũng có thể nước chảy thành sông, điều gì cũng không cần nói thêm nữa. Ngay lúc này điện thoại của Lê Uy Long đặt phòng ngoài đột nhiên vang lên. Tiếng di động kêu làm cho khu nhược mai đang đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt phải hoảng sợ. Cô khóc không ra nước mắt, vì sao mỗi lần đến thời điểm mấu chốt thì lại có việc đến quấy giày chứ? Chẳng lẽ Lê Uy Long lại có chuyện khẩn cấp ư? Chu Nhược Mai lo Lê Uy Long thật sự có chuyện khẩn cấp liền rời khỏi miệng Lê Uy Long, lưu luyến không rời nói, anh đi nghe điện thoại trước đi. Giờ anh không muốn nghe điện thoại gì cả, anh chỉ muốn lặng lặng ở một chỗ với em thế này thôi. Lê Uy Long khó mà cùng khu Nhược Mai tiến triển đến bước này, lúc này không hề muốn bị tách khỏi cô. Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt đều có việc đến quấy giày, anh cũng cảm thấy phiền phức kinh khủng cho dù bây giờ trời có sập xuống thì cũng phải làm xong chuyện vợ chồng bọn họ chưa kịp hoàn thành rồi nói sau. Bỏ lỡ cơ hội lần này thì về sau không biết phải đợi đến khi nào mới có thể có lần sau. Nhưng lỡ như có chuyện khẩn cấp thì sao, Chu Nhược Mai lo lắng nói. Ham mê sắc dục là mồ chôn anh hùng, cô cũng không muốn làm hồng nhan hỏa thủy hại nước hại dân. Lỡ như làm chậm chế việc quan trọng thì cũng không phải là chuyện đùa anh vừa mới đánh thắng trận thì làm gì còn có quân tình khẩn cấp nào nữa có thể là có người gọi điện thoại đến chúc mừng không cần quan tâm họ lê uy long đã cực kỳ mất kiên nhẫn em nghĩ là để cẩn thận thì anh cứ xem là ai gọi tới đi chu nhược mai nói không được cho dù ông trời xuống đây anh cũng không muốn quan tâm ai cũng được quấy dày chuyện tốt của ông đây lê uy long nói bây giờ quân địch ở thành phố quốc hòa đã tiêu diệt hoàn toàn sẽ không chuyện gì đặc biệt quan trọng cả những việc nhỏ khác thì để nói sau nếu như vậy thì chúng ta vẫn nên nắm chặt thời gian đi chu nhược mai lại đỏ mặt nói ừ không nên chậm chế chuyện này nữa chúng ta mau chóng hành động đi trong lòng lê uy long nóng như lửa đốt nhưng ở trong phòng tắm không tiện chúng ta lên giường đi chu nhược mai nói lúc này điện thoại của lê uy long vẫn còn kêu không ngừng ra ngoài phòng tắm anh sợ là anh lại không nhịn được mà đi nghe điện thoại tốt nhất là đừng đi ra Lê Uy Long đã sôi trào máu nóng, thầm nghĩ mau chóng giải quyết ngay tại, không muốn đi ra khỏi phòng tắm. Được, vậy thì mình làm luôn ở đây, Chu Nhược Mai cũng sợ Lê Uy Long vừa động vào điện thoại thì liền có việc phải rời đi, nên đồng ý trước tiên hoàn thành chuyện đã trì hoãn từ lâu ở ngay trong phòng tắm rồi chuyện khác lại nói sau. Thời gian cấp bách, Chu Nhược Mai cũng không thể quan tâm đến chuyện thẹn thùng hay không, cô vô sự tự thông chậm rãi khom lưng xuống, hai tay bám vào hai bên bồn tắm lớn quay lưng về phía Lê Uy Long. Cô vừa làm như vậy thì Lê Uy Long liền nhìn được không sót một cái gì. Nhất thời máu mũi anh chảy ràn rụa. Giờ phút này anh đã không thể tự kiềm chế nữa, chỉ thầm nghĩ muốn hưởng thụ cảm giác sung sướng mong ước đã lâu. Ngay cả khu nhược mai cũng đã bỏ qua cảm giác thẹn thùng, còn bạo như thế, anh thân là đàn ông lại còn do dự cái gì. Chuyện này mà còn đùn đẩy thì không phải là đàn ông, mà là thú vật cũng không bằng nữa điện thoại ở phòng ngoài vẫn không ngừng kêu nhưng lê uy long vẫn ngoảnh mặt làm ngơ dập tắt lửa trong lòng mới là cái bây giờ anh và khu nhược mai cần nhất cho dù trời sập xuống cho dù ông trời đến đây thì lê uy long cũng không muốn quan tâm nữa dù cho anh có là chiến thần anh hùng cái thế thì anh hùng cũng cần có không gian riêng tư chứ giờ này phút này thì không có chuyện gì có thể khiến anh bỏ dở giữa chừng nữa lần này thì lê uy long không còn do dự nữa anh dùng khí thế hung hăng thúc lên người Chu Nhược Mai. chương 767 hộ Xoái Chấn Nam gọi đến. Chu Dư dân nghe thấy Lê Uy Long đi tới từng bước từ phía sau, tim cô đập thình thịch. Cảm giác này giống như đang cảm nhận một thanh kiếm khổng lồ từ từ tiến vào cơ thể mình vậy. Liệu sau này có đau không? Chu Dư dân bắt đầu run lên trước khi Lê Uy Long đến gần. Anh cũng không biết, chưa trải qua bao giờ. Lê Uy Long nói, khi chu dư dân thấy lê uy long dỗ ngọt bản thân càng thêm sợ hãi vậy anh dự kiến một chút rốt cuộc đau đến mức như nào đây anh cũng không biết sinh con có lẽ không đau đến vậy chứ lê uy long nói em cũng chưa từng sinh con cũng không biết đau như thế nào anh so sánh thế thật sự chẳng có ý nghĩa gì chu dư dân nói nếu như cả hai ta cũng không biết hay là thử một lần rồi sẽ biết như nào lê uy long nói xong liền vươn hai tay ra từ phía sau nắm lấy eo Chu Dư Dân. Chu Dư Dân đột nhiên vô cùng căng thẳng, cuối cùng lại bắt đầu nữa rồi. Cô cũng đã quyết định, dù đau đớn thế nào, cô cũng sẽ phải thử. Không phải có người nói loại đau đớn này là vừa đau đớn vừa hạnh phúc sao? Trừ đau đớn ra chắc hẳn sẽ có cảm giác hạnh phúc chứ. Sau nỗi đau là hạnh phúc. Lúc này, điện thoại di động mà Lê Uy Long đặt ở ngoài phòng rốt cuộc cũng ngừng đổ chuông. Căn phòng yên tĩnh yên tĩnh đến mức Lệ Uy Long có thể nghe thấy tiếng tim đập của Chu Dư Dân đang đập nhanh dần trong phòng tắm. Ngay lúc này đây, Lệ Uy Long đã lên sẵn dây cót, chuẩn bị ra đòn. Khi hai người bắt đầu hòa vào nhau, cảm giác thoải mái không gì có thể diễn tả hết bằng lời. Lúc này đây, thời gian dường như đã ngừng trôi. Khác này, mọi thứ dường như trở thành vĩnh cửu. Lệ Uy Long và Chu Dư Dân, cặp đôi đã kết hôn được 3 năm, trải qua muôn vàn trắc trở, cuối cùng cũng được ở bên nhau, cuối cùng họ cũng sắp kết thành quả rồi. Lúc này, bên ngoài biệt thự, Nguyễn Tú Hằng và Chu Dư Dân là bạn thân, cô là người hiểu rõ Chu Dư Dân nhất. Từ biểu hiện tối nay của Chu Dư Dân, cô có thể chắc chắn 100% rằng Chu Dư Dân hẳn đang làm chuyện mà vợ chồng hay làm với Lê Uy Long trong biệt thự lúc này. Lê Uy Long quay lại đúng vào thời gian này chính là thời điểm thích hợp nhất để Chu Dư Dân tận hưởng thú vui cùng anh, cô nhất định sẽ không bỏ lỡ. Nguyễn Tú Hằng là một người chuyên viết tiểu thuyết về mỹ nữ, tưởng tượng cũng rất phong phú, đương nhiên có thể đoán được điều này. Cô ấy cũng không muốn trở thành bóng đèn làm phiền đến thế giới của hai người. Cũng chính vì lý do đó cô ấy liền bước ra khỏi biệt thự và nói chuyện phiếm với Bình Loan cùng những người khác. Hà Ngọc Vinh cùng đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, Trương Minh Nguyệt và tổ đặc công xe đầu, nhìn thấy vợ chồng Lê Uy Long và Chu Dư Dân bước vào biệt thự và chưa ra ngoài, cũng liền đoán được rằng hai người có thể đang làm điều gì đó vợ chồng nên làm trong biệt thự nghĩ đến vị anh hùng lừng danh thiên hạ đẹp trai mạnh mẽ lúc này đang vui vẻ ấm áp cùng bà xã hiền lành dịu dàng trong lòng họ thật sự khó chịu tuy nhiên đây là điều mà họ không thể ngăn cản được đã là vợ chồng muốn làm gì mà chẳng được họ có quyền gì mà ngăn cấm đúng lúc này điện thoại di động của hà ngọc vinh đột nhiên vang lên Cô ấy lấy nó ra ngay lập tức nhận thấy đây cuộc gọi từ trụ sở chính của khu vực chiến đấu phía nam. Hà Ngọc Vinh không dám lơ là cuộc gọi từ khu vực chiến đấu phía nam, lập tức trả lời, "Tôi là Hà Ngọc Vinh, xin nhận chỉ thị." "Hà Ngọc Vinh, tôi là hộ soái trấn Nam." Giọng nói của hộ soái trấn Nam truyền đến điện thoại. Hà Ngọc Vinh lấy làm kinh ngạc, không ngờ hộ soái trấn Nam lại tự mình gọi điện thoại đến. "Hộ soái trấn Nam, anh gọi cho tôi có chuyện gì sao?" Hà Ngọc Vinh hỏi tôi đang tìm Lê Uy Long, anh ấy ở đâu? Hộ Soái Trấn Nam hỏi. Lê Uy Long đang ở trong biệt thự của anh ấy. Hà Ngọc Vinh nói. Ở biệt thự, tại sao vừa rồi anh ấy không trả lời cuộc gọi của tôi? Hộ Soái Trấn Nam hỏi lại. Hà Ngọc Vinh hay tin Lê Uy Long thậm chí còn không nghe máy của Hộ Soái Trấn Nam, cô càng chắc chắn rằng anh đang làm chuyện đó với Chu Dư Dân. Nếu không, Lê Uy Long không thể bỏ lỡ cuộc gọi của Hộ Soái Trấn Nam. Giờ không nhấc máy, khẳng định chắc chắn rằng anh ta đang bận chuyện gì đó không rảnh để nghe máy tôi rất hiểu anh ấy chắc có thể lúc này anh ấy đang nghỉ ngơi hà ngọc vinh cảm thấy rất xấu hổ khi phải nói sự thật với hộ soái trấn nam là lê uy long có thể đang vui vẻ với vợ vì vậy cô ấy liền nói dối rằng anh có thể đang nghỉ ngơi vạn nhất anh thực sự không làm gì với chu dư dân chỉ là đang ngủ thôi thì sao mau gọi lê uy long dậy ngay lập tức tôi có chuyện quan trọng cần tìm anh ấy Trần Kiệt ra lệnh. Hộ soái Trấn Nam, tôi thật sự không dám. Tối hôm qua hộ soái Lê Uy Long đánh một trận, hiện tại chắc anh ấy đang rất mệt. Làm phiền anh ấy nghỉ ngơi, tôi nhất định có thể sẽ chịu phạt. Hà Ngọc nghĩ cũng chưa dám nghĩ tới sẽ làm hỏng chuyện của Lê Uy Long và Chu Dư Dân. Cô là lính của Lê Uy Long, cô ấy chỉ duy nhất tuân theo mệnh lệnh của Lê Uy Long, còn đối với mệnh lệnh của Trần Kiệt, cô ấy vẫn có thể từ chối. Tôi cũng biết làm gián đoạn việc nghỉ ngơi của hộ soái Lê Uy Long là rất không hay, nhưng tôi thực sự có việc rất quan trọng muốn tìm hộ soái Lê Uy Long, cô nhanh gọi anh ta dậy." Trần Kiệt nói. "Hộ soái Trấn Nam, có chuyện gì quan trọng mà khiến anh lo lắng như vậy?" Hà Ngọc Vinh tò mò hỏi. "Đây là vấn đề cơ mật, tôi không thể nói cho cô biết. Tôi ra lệnh cho cô, ngay lập tức đánh thức hộ soái Lê Uy Long và yêu cầu anh ta nghe điện thoại. Nếu không, bỏ lỡ việc lớn." Bản thân cô và tôi đều gánh vác không nổi." Trần Kiệt Nghiêm túc nói. "Chương 768 phá đám." "Vâng, Hà Ngọc Vinh nghe Trần Kiệt Nghiêm túc như vậy, cô cũng không thể không tuân theo. Nếu hộ soái Trấn Nam không có chuyện đặc biệt quan trọng, anh ta chắc chắn sẽ không gấp như vậy. Đó hẳn là một việc rất quan trọng khiến hộ soái Trấn Nam lo lắng đến vậy. Nếu không, ai dám trong thời gian Lê Uy Long nghỉ ngơi làm phiền anh chứ?" Cô không cần cúp máy đánh thức hộ soái lê uy long ngay lập để anh ấy nghe điện thoại trần kiệt nói vâng hà ngọc vinh nói xong liền cầm điện thoại di động đi về phía biệt thự hà ngọc vinh cô định làm gì vậy nguyễn tú hằng vội vàng hỏi khi thấy hà ngọc vinh đang đi về phía cổng biệt thự tôi phải tìm hộ soái lê uy long hà ngọc vinh nói cô không thể vào làm phiền lê uy long và chu dư dân nguyễn tú hằng vội vàng tiến lên để ngăn hà ngọc vinh khó khăn lắm Chu Dư Dân và Lê Uy Long mới có thể có em bé, cô ấy nhất định sẽ không để người khác phá hoại nó. Tôi có việc gấp muốn tìm hộ soái Lê Uy Long, việc quan trọng, cô không thể gánh nổi hậu quả nếu việc này không thành. Hà Ngọc Vinh nói, chuyện gì mà khẩn cấp hay không khẩn cấp, bây giờ quân địch ở Quốc Hòa đều đã bị quét sạch, còn chiến tranh ở đâu nữa? Tôi không nghĩ cô là cái loại người nhìn thấy Lê Uy Long với Chu Dư Dân hòa hợp, nên cố ý muốn phá hai người bọn họ. Nguyễn Tú Hằng đã sớm nhìn ra Hà Ngọc Vinh cũng thích Lê Uy Long. Cô ấy luôn ghen tị với Chu Dư Dân. Vào thời điểm mấu chốt này, cô ấy hẳn là cố ý muốn phá hỏng chuyện này. Hộ Soái Trấn Nam gọi cho tôi nói có chuyện quan trọng muốn bàn với Hộ Soái Lê Uy Long. Nếu không tin, cô có muốn nói chuyện với Hộ Soái Trấn Nam? Hà Ngọc Vinh giờ điện thoại lên hỏi. Khi Nguyễn Tú Hằng nghe thấy Hộ Soái Trấn Nam đang tìm Lê Uy Long, cô ấy thật sự rất sốc. Lại thấy Hà Ngọc Vinh tự tin nói như vậy không có vẻ gì là nói dối, cô ấy liền tin là thật. Cô ấy là một phụ nữ bình thường, sao dám nói chuyện với hộ soái chấn Nam qua điện thoại. Nếu như hộ soái chấn Nam đang tìm Lê Uy Long, vậy cô có thể vào trong tìm anh ấy. Nguyễn Tú Hằng không dám ngăn cản, nếu thật sự làm chậm chế việc lớn, cô ấy thật sự không gánh nổi trách nhiệm. Hà Ngọc Vinh phất lờ Nguyễn Tú Hằng bước nhanh vào biệt thự nguyễn tú hằng cũng muốn xác nhận xem lê uy long và chu dư dân có phải đang làm chuyện ấy hay không nên liền đi theo hà ngọc vinh vào biệt thự sau khi vào biệt thự hà ngọc vinh không biết lê uy long đang ở phòng nào thấy nguyễn tú hằng đi theo vào cô ấy hỏi hộ soái lê uy long ở phòng nào nếu như không ngoài dự liệu của tôi anh ấy chắc hẳn đang ở cùng một phòng với chu dư dân nguyễn tú hằng nói vậy cô nhanh gõ cửa đi bảo hộ soái lê uy long ra ngoài hà ngọc vinh nói được thôi. Cuối cùng, Nguyễn Tú hằng bước đến phòng của Chu Dư Dân, theo sau là Hà Ngọc Vinh. Lúc Nguyễn Tú hằng định gõ cửa phòng Chu Dư Dân, cô phát hiện cửa không đóng chặt chút nào, cửa mở một nửa. Vừa rồi Chu Dư Dân lấy quần áo cho Lê Uy Long, trong đầu cô sốt ruột, nghĩ đến chuyện tiếp theo sẽ làm với Lê Uy Long, lại quên đóng cửa. A, à, đau quá, nhẹ một chút. Đúng lúc này, giọng nói đau khổ của Chu Dư Dân đột nhiên từ phòng tắm chuyển đến hà ngọc vinh và nguyễn tú hằng hai cô gái ngây thơ đột nhiên đỏ mặt tía tai mặt nóng như lửa đốt hà ngọc vinh vội vàng cúp điện thoại của trần kiệt để không bị anh ta nghe được chuyện lê uy long đang làm loại chuyện không thể chịu đựng được trần kiệt đang đợi lê uy long trả lời điện thoại nhưng hà ngọc vinh lại dám cúp điện thoại của anh vì âm thanh từ phòng tắm tương đối nhỏ nên anh ta không nghe thầy gì qua điện thoại di động anh ta thậm chí còn không biết tại sao hà ngọc vinh lại đột nhiên cúp điện thoại anh ta vô cùng tức giận, Hà Ngọc Vinh này thật vô kỷ luật, dám cúp điện thoại của anh ta, trong mắt cô ấy còn coi anh ta là thứ gì. Đau nhiều còn hơn đau ít, em nhịn một chút, rất nhanh sẽ đỡ thôi. Lúc này, giọng nói của Lê Uy Long cũng phát ra từ phòng tắm. Khi Nguyễn Tú Hằng nghe những câu thoại quen thuộc của Chu Dư Dân và Lê Uy Long, cô ấy tự nghĩ, lần này là súng thật và đạn thật. Thay vì những lần trước nặn mụn rồi chứ. Ngay cả Hà Ngọc Vinh đứng đó, thân là con gái từ cuộc đối thoại giữa lê uy long và chu dư dân cô ấy cũng có thể hình dung họ đang làm gì lập tức xấu hổ đến cực điểm trong tình huống này làm sao có thể gọi lê uy long ra ngoài đây trần kiệt rất muốn tìm lê uy long nhưng lê uy long với vợ đang rất hạnh phúc nếu vì chuyện này mà cô ấy làm hai người họ hỏng việc lê uy long chắc chắn sẽ không tha cho bản thân cô ấy cô ấy thật sự khó xử rốt cuộc nên gọi hay không gọi đây cô ấy ngay lập tức rơi vào tình thế khó xử. Em thật sự không chịu nổi nữa rồi, anh cho em một lần kết thúc ở đây đi. Đúng lúc này, giọng nói cực kỳ khó chịu của Chu Dư Dân từ phòng tắm truyền ra. Anh cũng muốn nhanh một chút, nhưng anh với em đều không có kinh nghiệm trong chuyện này, ai biết nó sẽ khó như vậy. Lê Uy Long bất đắc dĩ nói. chương 769 hộ soái có điện thoại. Nguyễn Tú Hằng và Hà Ngọc Vinh ở ngoài cửa nghe cuộc đối thoại giữa Lê Uy Long và Chu Dư Dân, không cần chứng kiến tận mắt, cũng có thể biết được tình huống bên trong. Nghĩ đến những gì đang xảy ra với Lê Uy Long và Chu Dư Dân, Nguyễn Tú Hằng và Hà Ngọc Vinh đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Đối mặt với tình huống này, Hà Ngọc Vinh xấu hổ, thậm chí không dám quấy dày nữa. Nhớ đâu, vào thời điểm quan trọng này, cô ấy đột nhiên gọi anh, chỉ sợ hai người có chuyện gì, vậy thì xong đời cô ấy rồi chiến thần mạnh nhất của Long Quốc, nếu như bị dọa đến ngây người, vậy thì tội của cô ấy quả là không thể gánh vác được. Anh cố tìm một chút, kỹ hơn chút nữa, nhất định sẽ thấy cửa ra, nhất định sẽ thành công. Lúc này trong phòng vang lên giọng nói khích lệ Lê Uy Long của Chu Dư Dân. Được rồi, vậy anh tiếp tục tìm kiếm. Lê Uy Long nói. Lê Uy Long bây giờ đang hoàn toàn chìm đắm trong việc nghiên cứu vấn đề này với Chu Dư Dân, vì vậy ngay cả một chiến thần như anh cũng không nhận ra rằng Nguyễn Tú Hằng và Hà Ngọc Vinh đã đến bên ngoài cửa phòng. Đúng lúc này, di động của Hà Ngọc Vinh lại đột nhiên vang lên. Hà Ngọc Vinh, người đang mơ hồ về cảnh của Lê Uy Long và Chu Dư Dân, giật mình thon thoát vì tiếng chuông điện thoại. Cô ấy muốn cúp điện thoại, nhưng đã quá muộn. Còn Lê Uy Long và Chu Dư Dân đang cùng nhau khám phá thứ gì đó trong phòng tắm, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ bên ngoài phòng họ sợ đến mức không dám cử động. Chu Dư dân càng thêm xấu hổ, sau khi nghe những gì cô và Lê Uy Long vừa nói, người bên ngoài nhất định sẽ biết mình đang làm gì với Lê Uy Long. Ngay lập tức Chu Dư dân nghĩ rằng Nguyễn Tú Hằng đang nghe trộm bên ngoài. Bởi vì chỉ có Nguyễn Tú Hằng mới có thể làm được chuyện như vậy. Ai đang ở bên ngoài đó? Lê Uy Long tức giận hỏi. Vì ngoài cửa có tiếng chuông điện thoại di động, có nghĩa là có người đang nghe trộm ngoài cửa có người dám nghe lén bên ngoài, thật to gan. Nguyễn Tú Hằng và Hà Ngọc Vinh nghe thấy giọng nói tức giận của Lê Uy Long, đều sợ hãi không dám lên tiếng. Hai người nhìn nhau không biết phải làm gì. Lúc này, điện thoại di động của Hà Ngọc Vinh vẫn đang đổ chuông. Cô ấy đối với người gọi điện thoại đến lúc này thật sự không còn gì để nói, rốt cuộc ai đang gọi điện thoại tới vậy. Sớm không gọi, muộn không gọi lại gọi đúng cái lúc này, chắc chắn hai người đã bị Lê Uy Long phát hiện rồi cô ấy nhìn xuống thấy người gọi thực sự là trần kiệt hộ Soái trấn nam nhìn thấy cuộc gọi từ hộ xoái trấn nam hà ngọc vinh đột nhiên bất lực cô ấy nào dám tức giận với hộ xoái trấn nam chứ trần kiệt tức giận vì bị hà ngọc vinh đột một cúp máy lập tức gọi lại hà ngọc vinh lúc này rất xấu hổ cô ấy có nên trả lời cuộc gọi của trần kiệt không nếu trả lời điện thoại lê uy long sẽ ngay lập tức biết rằng cô ấy đang nghe trộm ở ngoài cửa rốt cục là ai đang ở ngoài lén lén lút lút đó? Lệ Uy Long giận dữ hỏi, tuyệt nhiên không có ai trả lời. Hà Ngọc Vinh sợ hãi khi cảm giác được sự tức giận đến cực hạn của Lệ Uy Long. Cô ấy tuy rằng không sợ trời đất, thậm chí hộ soái chấn nam cũng chẳng là gì. Đối mặt với những câu hỏi của Lệ Uy Long, cô ấy lại không dám trả lời. Hộ, hộ soái là tôi, tôi là Hà Ngọc Vinh. Hà Ngọc Vinh run rẩy nói. Chu Dư Dân vô cùng ngạc nhiên khi nghe giọng nói của Hà Ngọc Vinh, không ngờ đó là Hà Ngọc Vinh, còn tưởng rằng là Nguyễn Tú Hằng đang nghe trộm cơ. Chính vì Nguyễn Tú Hằng không nói gì, Chu Dư Dân không biết rằng Nguyễn Tú Hằng thực sự đang ở bên ngoài, nghe trộm cùng với Hà Ngọc Vinh. Hà Ngọc Vinh, cô thật to gan, còn dám chạy vào đây. Lệ Uy Long vô cùng tức giận khi biết được người đang ở bên ngoài là Hà Ngọc Vinh. Cô nhóc này thật sự là càng ngày càng ngang ngược rồi không không phải như anh nghĩ đâu cho tôi cả trăm lá gan tôi cũng không dán cản đường hộ soái hà ngọc vinh giải thích vậy cô lén lút đứng ngoài để làm gì lê uy long lại hỏi là bởi vì hộ xoái trấn nam muốn tôi vào nhà tìm anh hà ngọc vinh nói anh ta không trực tiếp gọi cho tôi được sao sao lại phải yêu cầu cô vào tìm tôi lê uy long hỏi anh ấy nói đã gọi cho anh rất nhiều lần nhưng anh không hề bắt máy vì vậy anh ấy đã gọi cho tôi và yêu cầu tôi vào nhà tìm anh hà ngọc vinh nói lúc đó lê uy long mới nhớ ra rằng vừa rồi điện thoại di động của anh quả thực đổ chuông không ngừng nhưng anh không ngờ trần kiệt lại gọi đến bây giờ suy nghĩ muốn giết chết trần kiệt của lê uy long cũng đã có tại sao cứ đến thời khắc quan trọng luôn có người đến làm phiền vậy chứ chẳng nhẽ đợi một tiếng nữa gọi điện thoại lại không được hay sao anh ta gọi cho tôi rốt cục có chuyện gì vậy lê uy long nói dứt khoát tại thời khắc quan trọng này trần kiệt gọi điện làm gián đoạn chuyện này làm sao có thể khiến anh không tức giận cho được hộ soái trấn nam nói rằng có việc rất quan trọng tôi muốn nói chuyện với anh hà ngọc vinh nói chuyện quan trọng lê uy long hỏi anh ấy nói đó là bí mật không nói với tôi hà ngọc vinh nói lúc này điện thoại di động của hà ngọc vinh vẫn đang đổ chuông cô liền hỏi hộ soái anh rốt cục có muốn trả lời cuộc gọi của hộ soái Trấn Nam không? Anh ấy đang gọi. Lệ Uy Long và Chu Dư Dân vẫn ở tư thế ban đầu, cả hai đều ở trong phòng tắm không mặc gì, sao có thể cứ như vậy mà ra ngoài được. Cô giúp tôi nghe máy, nói với Trần Kiệt, đợi lát nữa tôi sẽ gọi lại. Lệ Uy Long bây giờ không tiện ra ngoài để nghe điện thoại, vì vậy Hà Ngọc Vinh phải trả lời thay anh. Lát nữa, là bao lâu? Hà Ngọc Vinh không biết ý nói Lê Uy Long vừa rồi là bao lâu là bao nhiêu phút hay một tiếng. Suốt cuộc, một chiến thần như Lê Uy Long về khoản đó chắc chắn cũng lợi hại như vậy chứ. Một tiếng đồng hồ mới hoàn thành xong, không hẳn là không thể. chương 773 phút nữa anh ấy sẽ gọi lại. Bảo anh ta đợi 3 phút nữa rồi gọi lại. Lê Uy Long nói. 3 phút, nhanh quá không? 3 phút nữa anh có chắc là có thể nghe điện thoại không? Hà Ngọc Vinh hỏi. Khi Lê Uy Long nghe Hà Ngọc Vinh nói điều này, anh biết ý của cô ấy là gì. Hiện tại đang ở thời khắc quan trọng, Trần Kiệt đang rất vội như vậy. Anh cũng đâu còn tâm trạng để tiếp tục với Chu Nhược Mai. Nếu có tình huống quân sự khẩn cấp thì sao? Anh liền quyết định trả lời cuộc gọi của Trần Kiệt trước, nếu không có việc gì phải làm, anh sẽ tiếp tục hoàn thành công việc còn dang dở với Chu Nhược Mai. "Tôi nói 3 phút, chính là 3 phút, ra ngoài nhanh đi." Lê Uy Long tức giận nói vâng hà ngọc vinh lập tức xoay người rời đi nguyễn tú hằng im lặng cũng đi theo hà ngọc vinh rời đi lê uy long nghe thấy tiếng bước chân của hai người nhưng anh không thể đoán được người kia là ai anh không muốn quan tâm đó là ai nguyễn tú hằng hay một thành viên của đội đặc nhiệm phượng hoàng đến cùng với hà ngọc vinh dù sao thì họ cũng đã nghe thấy thêm một người nữa biết được chuyện của anh thì cũng không thành vấn đề hà ngọc vinh trả lời cuộc gọi của trần kiệt khi đang bước ra ngoài hà ngọc vinh cô đang làm gì vậy tại sao cô trả lời cuộc gọi của tôi lâu như vậy trần kiệt tức giận hỏi hộ soái trấn nam vừa rồi tôi nói chuyện với hộ soái lê uy long nên không tiện nghe điện thoại hà ngọc vinh nói không phải tôi đã nói cô đừng cúp máy sao vừa rồi sao cô lại cúp máy trần kiệt hỏi lại hộ soái trấn nam tôi thực sự xin lỗi vừa rồi tôi vô tình ấn nhầm hà ngọc vinh nói vậy thì hộ soái lê uy long bảo anh ấy nghe điện thoại. Trần Kiệt không muốn tiếp tục nói những chuyện vô nghĩa như vậy với Hà Ngọc Vinh, chỉ muốn nhanh chóng nói chuyện với Lê Uy Long về vấn đề chính sự. Hộ soái Lê Uy Long hiện có việc phải làm, anh ấy nói 3 phút sau anh có thể gọi lại cho anh ấy. Hà Ngọc Vinh nói, anh ta có chuyện gì vậy? Trần Kiệt hỏi, chuyện này tôi không biết phải nói thế nào, tóm lại, 3 phút nữa anh có thể gọi lại cho anh ấy. Sau đó, anh ấy sẽ trả lời cuộc gọi hà ngọc vinh xấu hổ không dám nhắc đến những chuyện lê uy long vừa làm nên nói vậy chậc ba phút sau tôi sẽ gọi cho anh ta trần kiệt nghe thấy hà ngọc vinh nói rằng lê uy long yêu cầu anh ta sau ba phút rồi gọi lại anh ta không còn cách nào khác ngoài đợi vì vậy trần kiệt cúp máy đợi ba phút sau đó gọi trực tiếp cho lê uy long lúc này trong phòng tắm uy long hà ngọc vinh đi rồi chúng ta tiếp tục chứ chu nhược mai hỏi hộ soái trấn Nam Trần Kiệt sẽ gọi lại cho anh sau 3 phút nữa, đợi anh nghe điện thoại xong rồi nói về chuyện này sau. Lệ Uy Long cảm thấy rằng bản thân không thể làm như vậy với Chu Nhược Mai trong khi trả lời cuộc gọi của Trần Kiệt, vì vậy anh chỉ có thể tạm dừng. Được rồi, vậy anh đi ra ngoài chuẩn bị đi, em đợi anh trong phòng tắm, Chu Nhược Mai nhận thấy chuyện này dù sao cũng vỡ lở rồi, dù sao cũng đã bị nghe lén, dù sao cũng không làm gì được, vậy thì thôi. Làm thì nên làm đến nơi đến chốn vậy. Được, nếu như không có chuyện gì quan trọng, em đợi anh một chút rồi chúng ta tiếp tục. Lệ Uy Long còn muốn tiếp tục chuyện đó với Chu Nhược Mai, chỉ cần không có gì đặc biệt quan trọng, anh sẽ điều chỉnh lại tâm lý, bắt đầu lại từ đầu. Vâng, vậy anh mau đi ra ngoài nghe điện thoại đi, Chu Nhược Mai miễn cưỡng nói. Được, Lệ Uy Long lập tức quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm. Ba phút sau, điện thoại di động của Lệ Uy Long lại vang lên không có nghi ngờ gì chắc hẳn là trần kiệt gọi đến xin chào lê uy long giận dữ hét lên lúc này anh vẫn còn chút oán hận đối với trần kiệt người đã phá hỏng việc tốt của anh hộ soái lê uy long tôi rất khó xử khi làm phiền anh nghỉ ngơi trần kiệt nói đừng nói nhảm nữa nói chuyện chính đi gọi cho tôi nhiều như vậy rốt cục là có chuyện gì lê uy long nhăn nhó hỏi lại là thế này tôi vừa nhận được tin nhắn tối mật của quốc vương Long Quốc đã đích thân đến quốc hòa. Cuối cùng thì Trần Kiệt cũng nói về chính sự. Cái gì, quốc vương Long Quốc đã đích thân đến quốc hòa sao? Lê Uy Long lập tức kinh ngạc. Đúng vậy, quốc vương Long Quốc đã lên máy bay từ sân bay chiến trường phía Bắc và hiện đang trên đường đến quốc hòa. Trần Kiệt nói, Lệ Uy Long lần này thật sự khóc không ra nước mắt, vừa rồi anh cùng khu nhược mai nói chuyện, cho dù quốc vương có đến đây anh cũng không thèm để ý không ngờ bây giờ quốc vương thật sự đến rồi. Quốc vương Long Quốc đã đến quốc hòa, làm cái quái gì vậy? Lê Uy Long hỏi. Lần này quốc hòa chiến thắng, quốc vương Long Quốc đích thân đến khen ngợi những chiến sĩ. Trần Kiệt nói. Lê Uy Long không nói được gì, quốc vương Long Quốc này nhiều chuyện như vậy. Hộ soái Lê Uy Long, quốc hòa vừa mới được ổn định, có thể vẫn còn một số kẻ thù của chúng ta. Một khi kẻ thù biết được tung tích của quốc vương Long Quốc ở quốc hòa, rất có thể chúng sẽ tấn công quốc phương Long Quốc, anh phải bảo vệ quốc vương thật tốt. Trần Kiệt nói, tôi biết rồi, quốc vương Long Quốc từ sân bay chiến trường phía bắc bay thẳng đến quốc hòa ư. Lê Uy Long hỏi, quốc vương Long Quốc đã trực tiếp đến sân bay quốc hòa mà không đi qua chiến trường phía nam. Trần Kiệt nói, Lê Uy Long toát mồ hôi hột, quốc vương Long Quốc đến quốc hòa, chuyện này không hề tầm thường, công tác an ninh phải kín kẽ để đảm bảo không bị thất thoát gì. Mặc dù kẻ thù ở Quốc Hòa đã bị quét sạch, nhưng đặc công của nước khác tại Long Quốc rất nhiều, nếu biết được Quốc Vương Long Quốc sắp đến Quốc Hòa, bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội ám sát Quốc Vương Long Quốc. Nếu Quốc Vương Long Quốc ở Quốc Hòa xảy ra chuyện, anh nhất định khó có thể gánh vác trọng trách này. Chương 771 anh có việc quan trọng, xin lỗi. Quốc Vương Long Quốc đã đến thành phố Quốc Hòa, tại sao anh không nói trước với tôi? Lê Uy Long hỏi. Trước khi Quốc Vương Long Quốc lên máy bay, có cho người đi gửi một thông tin tuyệt mật đến chiến trường phía Nam. "Để tôi nói cho anh biết, chuyện này cũng xem như đã nói trước, chỉ là không gọi điện báo cho anh." Trần Kiệt nói. Lý do khiến Trần Kiệt vội vã tìm kiếm Lê Uy Long là vì anh ta đã nhận được thông tin rằng Quốc Vương Long Quốc chính đã đến thành phố Quốc Hòa. Quốc Vương Long Quốc đích thân đến thành phố Quốc Hòa, quả nhiên không tầm thường. Nếu Lê Uy Long không chuẩn bị để xảy ra chuyện với Quốc Vương Long Quốc vì sự truyền đạt không đầy đủ của anh ta, thì đó sẽ là trách nhiệm của việc anh ta truyền đạt không đầy đủ. Vì Quốc Vương Long Quốc đã lên máy bay và sẽ đến sân bay thành phố Quốc Hòa trong thời gian ngắn, nên anh ta phải nhanh chóng thông báo cho Lê Uy Long để anh chuẩn bị sẵn sàng. Tôi biết rồi, tôi sẽ thu xếp tốt." Lê Uy Long nói. "Lát nữa tôi cũng sẽ đến thành phố Quốc Hòa để gặp Quốc Vương Long Quốc." Trần Kiệt nói. Quốc Vương Long quốc đích thân đến thành phố Quốc Hòa, Trần Kiệt là hộ soái ở chiến trường phía Nam, đương nhiên phải đích thân đến gặp Quốc Vương. Được rồi, anh còn điều gì muốn nói nữa không? Lệ Uy Long hỏi. Không, tôi vội vã tìm kiếm anh chỉ để nói với anh về việc Quốc Vương Long quốc sẽ đến thành phố Quốc Hòa. Trần Kiệt nói. Không có chuyện gì, vậy chúng ta trước tiên làm như vậy đi. Lệ Uy Long nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó, Lệ Uy Long lại bước vào phòng tắm chồng ơi anh nói chuyện điện thoại xong chưa chu nhược mai nhìn thấy lê uy long bước vào tim cô lại đập thình thịch không biết nên nói gì đành phải đã biết rồi còn cố ý hỏi rồi nói chuyện phiếm xong rồi lê uy long tự nghĩ không phải cô đang hỏi vớ vẩn sao làm thế nào có thể đi về tay không nếu không nói chuyện điện thoại xong nếu đã nói chuyện điện thoại xong rồi chúng ta tiếp tục đi chu nhược mai vẫn chưa mặc quần áo vào cô vẫn đang đợi lê uy long quay lại mới tiếp tục Nhược Mai, anh thực sự xin lỗi, anh có việc quan trọng phải làm bây giờ, anh không thể tiếp tục với em được. Lệ Uy Long nói rất xin lỗi. Chu Nhược Mai đột nhiên như bị một chậu nước lạnh tạt vào đầu, buồn bã hỏi, rốt cuộc chuyện quan trọng là chuyện gì? Chuyện này rất quan trọng, anh không thể nói cho em biết. Việc quốc vương Long Quốc đến thành phố Quốc Hòa, nơi tình hình vẫn chưa ổn định, rất bí mật, đương nhiên Lệ Uy Long sẽ không nói với Chu Nhược Mai không phải anh đã nói là kẻ thù tới đây đã bị quét sạch và sẽ không có chiến tranh ở thành phố quốc hòa sao? Làm sao có thể có những chuyện quan trọng hơn chuyện của chúng ta chứ? Chu Nhược Mai vô cùng u oán hỏi. Vấn đề này liên quan đến sự an toàn của toàn bộ Long Quốc, quan trọng hơn cả chiến tranh, nó nằm ngoài dự đoán của anh. Lệ Uy Long nói, cho dù vấn đề anh đề cập đến là rất quan trọng, thì cũng không thể hoàn thành sau khi chúng ta kết thúc chuyện của mình. Muộn hơn 10 phút sau Chu Nhược Mai lại nói. Cô cảm thấy Lê Uy Long là lần đầu tiên, chắc là tương đối nhanh, 10 phút là đủ. Không được, chuyện này rất gấp, anh phải giải quyết ngay lập tức. Lê Uy Long thật ra muốn cùng khu nhược mai tiếp tục hoàn thành những việc còn dang dở, nhưng việc quốc vương Long Quốc đến thành quốc hòa thật sự không thể coi thường, anh không dám chậm trễ một chút nào. Dù có một sơ suất nhỏ nhất, quốc vương Long Quốc đã trên đường tới thành phố quốc hòa, rất nhanh sẽ tới thành phố quốc hòa, anh phải lập tức làm công tác an ninh để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho quốc vương Long Quốc. Giờ đây, thời gian còn lại dành cho anh không còn nhiều nữa, vì vậy anh không thể bỏ qua sự an toàn của quốc vương Long Quốc cho những ham muốn ích kỷ của bản thân. Được rồi, anh mau làm việc của mình đi. Mặc dù khu nhược mai không muốn từ bỏ, nhưng cô cũng hiểu Lê Uy Long. Lê Uy Long, với tư cách là một hộ soái bảo vệ, chắc chắn là mỗi ngày sẽ phải trăm công nghìn việc, chuyện đất nước quấn thân với tư cách là vợ của hộ soái cô cũng phải ủng hộ hết mình cô cũng tin rằng lê uy long chắc chắn đã miễn cưỡng rời đi vào lúc này nếu không phải vì chuyện đặc biệt quan trọng dù sao nói thế nào cô cũng là người đẹp số một ở thành phố quốc hòa lê uy long không có khả năng không bị kích thích anh phải tránh ra ngoài ở thời điểm quan trọng như vậy chắc chắn phải có một việc rất quan trọng anh phải bất đắc dĩ mà đi được rồi để anh mặc quần áo cho em lê uy long cảm thấy có lỗi và muốn giúp chu nhược mai mặc quần áo để bù lại không được thời gian của anh nhất định là eo hẹp em tự mặc cũng được chu nhược mai nói xong lấy khăn lau người rồi tự mặc quần áo vào lê uy long đành phải mặc lại quần áo của mình trong im lặng nhược mai anh đi trước sau khi lê uy long mặc quần áo anh chào tạm biệt chu nhược mai được rồi chú ý an toàn của anh em sẽ đợi anh ở nhà chu nhược mai đã chấp nhận số phận của mình mỗi lần cô làm loại chuyện này sẽ luôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn cô đã quen rồi có câu nói chuyện tốt rất khó đến cô cảm thấy mình và lê uy long đã rèn luyện với nhau từ lâu vậy tại sao cô không thể hoàn thành những việc như này chứ nhưng mà lần này ít nhất đã có bước tiến ít nhất súng thật đạn thật ra trận thân thể đã tiếp xúc cũng đã tiến vào một ít mặc dù không hoàn toàn phá được thân trong trắng nhưng cô cũng đã khá hài lòng rồi với lần này lần sau mọi người sẽ không còn ngại ngùng như vậy nữa lần này anh không đột phá được lớp hệ thống phòng thủ tự nhiên của mình đó là vì vấn đề thời gian khi có thời gian vào lần sau cô sẽ chăm chỉ học tập và với khả năng nghiên cứu của lê uy long anh chắc chắn sẽ có thể phá vỡ lớp vỏ tự nhiên đó của mình bất quá lần này không thành công cũng không thành vấn đề vẫn còn nhiều thời gian khi lê uy long trở về có thể tiếp tục nghiên cứu cùng anh cô không tin là lần nào cũng có chuyện ngoài ý muốn Bất kỳ cuộc chiến nào anh cũng đã trải qua, cũng không chết được. Lần này lại không phải đi đánh trận, anh chắc chắn sẽ không có chuyện gì, anh rất nhanh sẽ trở lại. Lệ Uy Long nói xong liền bước ra khỏi phòng tắm, vội vàng đi ra khỏi biệt thự suốt một quãng đường. Sau khi đến bên ngoài biệt thự, Lệ Uy Long lập tức hét lên, "Tất cả tập hợp." Đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, tổ đặc công xe đầu, cục công an thành phố và nhân viên bảo vệ, khi nghe thấy mệnh lệnh của Lê Uy Long, lập tức tập hợp với tốc độ nhanh nhất. Chương 772 nhà họ Chu trở về thành phố Quốc Hòa. Cục công an thành phố ban đầu không nằm dưới quyền kiểm soát của Lê Uy Long, nhưng họ đều biết rằng Lê Uy Long là hộ soái bảo vệ đất nước. Ai lại không dám tuân theo mệnh lệnh của hộ soái bảo vệ đất nước chứ? Nhưng mà Nguyễn Tú Hằng không phải là một thành viên của quân đội, nên cô ấy không cần phải tuân theo mệnh lệnh của Lê Uy Long. Vì vậy, cô ấy không tập hợp mà đứng ở cửa biệt thự để xem Lê Uy Long định làm gì khi tất cả mọi người được tập hợp lại. Sau khi tập hợp được tất cả mọi người song song, Lê Uy Long nói thẳng, tất cả nhân viên bảo vệ sẽ ở lại bảo vệ vợ tôi, những người còn lại sẽ theo tôi đến sân bay thành phố Quốc Hòa. Trong trận chiến ở núi Tinh Nguyệt đêm qua, không thể tránh khỏi mất không ít nhân viên bảo vệ, vì vậy lần này Lê Uy Long cũng để lại những nhân viên bảo vệ mà anh đã đưa đến tại biệt thự núi Tinh Nguyệt để đảm bảo an toàn cho khu nhược mai. Anh có đội đặc nhiệm Phượng Hoàng ở bên cạnh và dưới sự bảo vệ của họ, đủ an toàn. Vâng, mọi người đồng thanh. Họ không biết Lê Uy Long sẽ làm gì ở sân bay thành phố Quốc Hòa, họ chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của Lê Uy Long là được rồi. Phải có lý do tại sao Lê Uy Long mới yêu cầu họ đến sân bay thành phố Quốc Hòa, anh sẽ không để họ đến thành phố Quốc Hòa mà không có lý do. Thời gian không còn nhiều, Lê Uy Long lập tức cầm lấy tiểu thính Vũ Lâu từ trong tay nhân viên bảo vệ. Sau đó vung kiếm, đi thôi. Ngoại trừ nhân viên bảo vệ, tất cả mọi người đều lên xe. Lệ Lê Uy Long cũng đi trên chiếc xe jeep đặc biệt của riêng mình, để Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt đi cùng xe với anh. Hà Ngọc Vinh nhớ tới chuyện vừa rồi Lệ Uy Long và Khu Nhược Mai đã làm gì trong phòng tắm, bây giờ họ vẫn còn đang đỏ mặt tới mang tai. Lệ Uy Long nhớ lại Hà Ngọc Vinh đã nghe thấy chuyện xấu hổ của chính mình lúc vừa rồi, anh thực sự xấu hổ khi đối mặt với cô ấy nhưng anh có chuyện quan trọng muốn nói với hà ngọc vinh và trương minh nguyệt vì vậy anh phải để họ ngồi chung xe với mình hộ soái chúng ta sao lại đến sân bay thành phố quốc hòa có chuyện gì vậy trương minh nguyệt hỏi trước quốc phương long quốc đã đến thành phố quốc hòa sau đó lê uy long cho biết lý do thực sự để đến sân bay thành phố quốc hòa cái gì quốc phương long quốc thực sự đến thành phố quốc hòa sao hà ngọc vinh và trương minh nguyệt đều vô cùng ngạc nhiên họ không ngờ rằng quốc vương long quốc sẽ đến thành phố quốc hòa đúng vậy quốc vương long quốc đang trên đường đến thành phố quốc hòa lê uy long nói thành phố quốc hòa chỉ mới làm dịu cuộc chiến đêm qua có thể còn sót lại do thám quốc vương long quốc có thể gặp nguy hiểm khi đến thành phố quốc hòa trương minh nguyệt nói tôi biết đó là lý do tại sao tôi đưa hai người lên xe của tôi lê uy long nói hộ soái chúng ta nên làm gì tiếp theo trương minh nguyệt hỏi việc quốc vương long quốc đến thành phố quốc hòa không phải là chuyện nhỏ đặc công của kẻ thù có thể lẻn vào thành phố quốc hòa và chờ cơ hội tấn công quốc vương long quốc cô phải phát huy khả năng của tổ đặc công xe đầu để điều tra những kẻ khả nghi và theo dõi mọi động thái của kẻ thù lê uy long nói vâng trương minh nguyệt ra lệnh ngay lập tức vết thương trên tay của cô đã khá hơn chưa lê uy long quan tâm hỏi không có gì nghiêm trọng nữa trương minh nguyệt nói sau khi chiến tranh kết thúc đêm qua, cô ta đã nhờ bác sĩ quân y mổ lấy đạn ra, bôi thuốc và băng bó. Mặc dù vẫn còn chút đau nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Tối hôm qua vào sinh ra tử, cô đã có đóng góp rất lớn. Hôm nay thực sự vất vả cho cô khi phải thực hiện được nhiệm vụ quan trọng như thế này." Lê Uy Long nói. "Việc phục vụ quân đội vì đất nước, không có cực khổ." Trương Minh Nguyệt nói. Lúc này, Hà Ngọc Vinh hỏi, "Hộ soái, còn tôi?" Quốc Vương Long Quốc đang đến thành phố Quốc Hòa, tôi nên làm gì?" Cô dẫn đầu đội đặc nhiệm Phượng Hoàng bảo vệ xung quanh sân bay, có thể cùng tôi bảo vệ Quốc Vương Long Quốc." Lê Uy Long nói. "Vâng," Hà Ngọc Vinh cũng nhận lệnh. Trương Minh Nguyệt chuyển tin tức tối mật về Quốc Vương Long Quốc chính đang đến thành phố Quốc Hòa trên xe cho tổ đặc công xe đầu, yêu cầu họ chia nhau ra để điều tra và loại bỏ những nhân viên khả nghi và theo dõi mọi hành tung của kẻ địch. Kể từ khi thành phố Quốc Hòa được giải phóng, những người rời khỏi thành phố Quốc Hòa trước đó đã trở về từ những nơi khác vào sáng sớm nay và lần lượt đổ về thành phố Quốc Hòa. Nhà họ Chu cũng bắt đầu từ thành phố Bắc Giang vội vã trở về thành phố Quốc Hòa. Những người bỏ chạy đổ về thành phố Quốc Hòa từ mọi hướng, các con đường của thành phố Quốc Hòa lại bắt đầu tắc nghẽn. Lúc này, quốc phương của nước Liệp Ưng và quốc phương của nước Cự Hùng đều nhận được tin tình báo từ cơ quan gián điệp và biết được quốc phương Long Quốc đang bay đến thành phố Quốc Hòa. Hai quốc vương liền gọi các quan chức đến bàn bạc. Nhiều quan chức đã đề xuất nhân cơ hội ám sát quốc vương Long quốc. Bởi vì tất cả họ đều cảm thấy rằng nếu quốc vương Long quốc không chết, có thể thừa thắng mà xông lên và gửi quân đến để trả thù cả hai nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng. Nếu quốc vương Long quốc chết, Long quốc sẽ hỗn loạn và không thể thực hiện một cuộc trả thù. Hơn nữa, bọn họ đều muốn thay chiến thần bất bại Ano và chiến thần vô địch Tay Lo đã chết ở thành phố Quốc Hòa báo thù rửa nhục chỉ cần quốc vương Long Quốc chết, bọn họ sẽ có cơ hội quay trở lại, phát động một cuộc chiến tranh khác với Long Quốc và thôn tính Long Quốc sau một lần. Cuối cùng, hai vị quốc vương nghe theo lời khuyên của các quan trúc và quyết định ám sát quốc vương Long Quốc. Do đó, nước Liệp ưng và nước Cử Hùng đều ra lệnh ám sát quốc vương Long Quốc cho các đặc công được đặt ở các thành phố khác của Long Quốc, để họ lẻn vào thành phố quốc hòa và thực hiện chiến dịch ám sát. Những đặc công của nước Liệp ưng và nước Cử Hùng được phân bổ khắp Long Quốc nhận được lệnh và ngay lập tức cải trang thành người tị nạn, đi theo người dân của Long Quốc vào thành phố Quốc Hòa. chương 773 vừa rồi tớ cũng đã nghe thấy. Vào lúc này, tại biệt thự Tinh Vân, sau khi Nguyễn Tú Hằng nhìn Lê Uy Long dẫn đội đi, cô ấy trở về biệt thự. Vào biệt thự, Nguyễn Tú Hằng không thấy khu nhược mai ở phòng khách liền biết cô nhất định đang ở trong phòng. Vì vậy, Cô ấy bước vào phòng và tìm Chu Nhược Mai. Nguyễn Tú Hằng vừa đi vào, cô ấy đã nhìn thấy Khu Nhược Mai đang ngồi ở bên giường với khuôn mặt ửng hồng. Không cần hỏi, Nguyễn Tú Hằng cũng biết rằng vừa rồi Chu Nhược Mai vẫn đang chìm đắm trong chuyện này với Lê Uy Long. Khi Chu Nhược Mai nhìn thấy Nguyễn Tú Hằng đi vào, cô cố ý hỏi, "Tú Hằng, vừa rồi cậu đi đâu vậy?" Cô muốn dò hỏi thử xem vừa rồi Nguyễn Tú Hằng cùng Hà Ngọc Vinh có đi nghe trộm hay không vừa rồi tớ vẫn luôn tán gẫu với nhóm người Bình Loan. Đương nhiên, một người thông minh như Nguyễn Tú Hằng sẽ không để khu nhược mai biết vừa rồi cô ấy theo sau để nghe lén. Mấy người Lê Uy Long đi rồi à, Chu nhược mai hỏi. Mới vừa đi rồi, Nguyễn Tú Hằng nói. Anh ấy vội vàng như vậy, rốt cuộc đi đâu vậy, Chu nhược mai lại hỏi. Vừa rồi tớ nghe anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đến sân bay thành phố Quốc Hòa. Nguyễn Tú Hằng nói, có chuyện gì đang xảy ra ở sân bay sao?" Chu Nhược Mai chán nản hỏi. "Ai biết anh ấy chứ, không ở nhà với vợ mà chạy ra sân bay." Nguyễn Tú Hằng nói. "Vừa rồi anh ấy nói với tớ rằng anh ấy nói có một việc rất quan trọng, ra sân bay nhất định sẽ làm việc quan trọng đó." Chu Nhược Mai nói. "Đừng quan tâm đến anh ấy, vừa rồi Lê Uy Long ở trong biệt thự với cậu một mình, có phải cậu đã có hoạt động duy trì nòi giống với anh ấy đúng không?" Nguyễn Tú Hằng biết còn cố ý hỏi mặt của chu nhược mai trong nháy mắt đỏ lên cúi đầu xấu hổ nói cậu cũng quá không biết xấu hổ sao lúc nào cũng hỏi chuyện này vậy tớ không phải là quan tâm đến cậu sao nhìn mặt cậu đỏ như vậy chắc cậu đã làm gì đó với anh ấy rồi nguyễn tú hằng nói không có gì đừng suy nghĩ nhiều chu nhược mai sẽ không thừa nhận dù sao loại chuyện này cũng quá xấu hổ đừng ngại loại chuyện này là bình thường nguyễn tú hằng nói tớ đã nói không có cậu sao lại như vậy nhiều chuyện thế chu nhược mai nói thừa nhận đi vừa rồi tớ có nghe thấy nguyễn tú hằng nói cái gì không phải cậu vừa mới nói đang tán gẫu với nhóm mấy người bình loan ở bên ngoài sao làm sao cậu có thể nghe được chu nhược mai hỏi nguyễn tú hằng biết mình đã nói lộ ra rồi đành phải thừa nhận vừa rồi hà ngọc vinh nhờ tớ dẫn đường đi tìm lê uy long tớ ở ngoài cửa nghe thấy một chút chu nhược mai lập tức xấu hổ Cô không ngờ Nguyễn Tú Hằng lại nghe thấy chuyện đáng xấu hổ như vậy. Bây giờ Nguyễn Tú Hằng đã nghe thấy, cô không thể phủ nhận được nữa. Thực ra những gì cậu nghe được khác xa với những gì cậu tưởng tượng, Chu Nhược Mai lại bắt đầu phản bác. Có gì khác nhau? Nguyễn Tú Hằng tò mò hỏi. Lệ Uy Long và tớ vẫn chưa đạt được điểm đột phá, Chu Nhược Mai nói. Cậu nói cái gì? Nguyễn Tú Hằng khó hiểu. Đừng hỏi nhiều chuyện xấu hổ như vậy. Tớ không muốn nói cho cậu." Chu Nhược Mai đỏ mặt nói. "Chúng ta là bạn bè không có gì giấu nhau, cậu hãy chia sẻ với tớ về chuyện này đi, xin cậu đó." Tớ rất muốn biết làm loại chuyện đó là đau nhức hay sảng khoái. Lòng hiếu kỳ của Nguyễn Tú Hằng càng dâng cao, Chu Nhược Mai càng không nói ra lời, cô ấy càng tò mò hơn. "Sau này cậu kết hôn, tự mình sẽ trải nghiệm qua, rồi sẽ biết." Chu Nhược Mai thực sự không muốn nói với Nguyễn Tú Hằng những chuyện đó tớ không biết khi nào mới có thể kết hôn, hiện tại cái bát úp còn chưa lật lên nữa. Cậu mau tranh thủ thời gian chia sẻ kinh nghiệm cho tớ đi, xin cậu đó. Nguyễn Tú Hằng không chịu buông tha. Chu Nhược Mai thực sự không giúp được Nguyễn Tú Hằng, vì vậy cô đỏ mặt nói, thật ra, Lệ Uy Long mới đi vào một chút, chưa hoàn toàn đột phá. Không biết là đau nhức hay là sảng khoái. Đi vào một chút, là đi vào bao nhiêu? Nguyễn Tú Hằng hỏi mấu chốt. Đừng hỏi những chi tiết như vậy dù chúng ta là bạn thân của nhau thật sự không tiện cho tớ khi nói với cậu quá nhiều về những điều đáng xấu hổ này chu nhược mai nói được rồi lần này không thành công đừng nản lòng khi nào lê uy long quay lại thì có thể làm lại nguyễn tú hằng cơ bản đã đoán được vừa rồi bởi vì hà ngọc vinh chen ngang chu nhược mai và lê uy long không có thực sự được thực hiện cậu không cần phải quan tâm chuyện của tớ cậu chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt khi có thời gian hãy nhanh chóng kiếm một người chồng để tự mình trải nghiệm. Đừng hỏi tớ suốt, Chu Nhược Mai nói. Tớ cũng muốn tìm chứ, nhưng tớ không gặp đúng người phù hợp. Nguyễn Tú Hằng nói. Cậu có muốn Lê Uy Long giới thiệu một người cho cậu không? Với rất nhiều vị tướng xuất chúng xung quanh anh ấy, sẽ luôn có một vị tướng phù hợp với cậu, Chu Nhược Mai nói. Không cần, những vị tướng xung quanh anh ấy chắc cũng giống như anh ấy. Họ là những người đàn ông thẳng tính với phong cách khó hiểu, vì vậy tớ không muốn họ. Nguyễn Tú Hằng nói, trên đường đến thành phố Quốc Hòa, Lệ Uy Long đã thông báo cho Phạm Cương, Lê Lương Quân và các thiếu tướng khác đến sân bay thành phố Quốc Hòa để chào đón quốc vương Long Quốc. Phạm Cương chịu trách nhiệm xây dựng tượng đài tưởng niệm trong không gian thoáng đãng ở thành phố Quốc Hòa càng nhanh càng tốt, nhận được lệnh của Lê Uy Long và biết rằng quốc vương Long Quốc đang đến, anh ấy lập tức dẫn 3.000 người trở lại sân bay để hộ tống những người còn lại ở nguyên vị trí để tiếp tục xây dựng tượng đài. Lê Lương Quân chịu trách nhiệm thu dọn chiến trường, phân loại hài cốt của những người lính hy sinh và chôn xác kẻ thù. Sau khi nhận được lệnh của Lê Uy Long, anh ta biết được rằng quốc vương Long Quốc chủ yếu đến thành phố Quốc Hòa và ngay lập tức dẫn đầu 3.000 binh lính đến sân bay để hộ tống. Những người còn lại tiếp tục thu dọn trận địa và phân loại hài cốt của những chiến sĩ hy sinh hộ soái trấn Nam Trần Kiệt cũng dẫn đầu các tướng chủ lực của chiến trường phía Nam từ chiến trường phía Nam lao đến sân bay thành phố Quốc Hòa để gặp quốc vương Long Quốc. Vì quốc vương Long Quốc chủ yếu đáp xuống thành phố Quốc Hòa, nên trong một thời gian, sân bay thành phố Quốc Hòa có một cuộc họp, đám đông tụ tập. chương 775 hay là quốc vương đến biệt thự tinh nguyệt đi. Trong trận chiến ở thành phố Quốc Hòa, rất nhiều công trình kiến trúc đã bị phá hủy, tòa nhà chính quyền cũng bị tàn phá, Thực sự không có nơi nào thích hợp để quốc vương đến ở." Lệ Uy Long nói. "Ban đầu, quốc vương Long Quốc đến thăm thành phố Quốc Hòa là nên ở tòa nhà chính quyền, nhưng mà tòa nhà chính quyền đó đã bị khói lửa chiến tranh phá hủy rồi, không có cách nào vào ở được nữa." "Không sao đâu, mấy năm gần đây tôi đánh Đông dẹp Bắc, đã trải qua bao nhiêu gian khổ, tùy tiện sống ở đâu cũng được." Quốc vương Long Quốc nói. "Nếu quốc vương không ghét bỏ, vậy thì hạ mình đến biệt thự Tinh Nguyệt ở lại vài ngày đi." lê uy long nói anh cảm thấy để quốc vương long quốc sống ở biệt thự tinh nguyệt của mình sẽ an toàn hơn có thể phái quân đội hùng hậu đến để canh gác rất cảm ơn ý tốt của hộ soái lê nhưng mà tôi vẫn không muốn làm phiền đến hộ soái lê quốc vương long quốc cảm thấy việc ở lại biệt thự của lê uy long chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân bình thường của vợ chồng anh vậy nên anh ta đã từ chối không có làm phiền gì cả có thể để quốc vương long quốc vào sống ở đó sẽ khiến cho nơi đó càng rực rỡ phát sáng. Lê Uy Long nói, hiện tại cuộc chiến ác liệt vừa mới dẹp yên, lần này tôi đến thành phố Quốc Hòa, còn có chuyện rất quan trọng cần bàn bạc với mọi người, tôi muốn tìm một chỗ ở có thể tổ chức hội họp, vậy nên thật sự rất bất tiện khi vào ở nhà của hộ Soái Lê. Quốc Phương Long Quốc nói, đã vậy thì như thế này, hãy đến ở khách sạn Thiên Long đi. Lê Uy Long nói, khách sạn Thiên Long nằm ở phía bắc thành phố Quốc Hòa, hơn nữa không có chịu sự tàn phá của chiến tranh, vậy nên Lê Uy Long đề nghị để quốc vương Long Quốc vào ở khách sạn Thiên Long. Ở thành phố Quốc Hòa, ngoài tòa nhà chính quyền, chỉ có khách sạn Thiên Long mới xứng đáng để cho quốc vương Long Quốc vào ở. Hơn nữa, khách sạn Thiên Long có các phòng họp cao cấp, ở đó cũng có thể tổ chức hội nghị. Được rồi, hôn lễ của hộ soái Lê đã tổ chức ở khách sạn Thiên Long, vậy tôi sẽ vào khách sạn Thiên Long ở. Quốc vương Long Quốc nói thấy quốc phương long quốc đồng ý ở lại khách sạn thiên long anh nói với phạm cương phạm cương lập tức đưa người bao vây toàn bộ khách sạn thiên long để quốc vương cùng các vị bộ trưởng chuyển vào vâng phạm cương ngay lập tức nhận lệnh chờ một chút quốc vương long quốc đột nhiên nói quốc vương có gì muốn dặn dò sao phạm cương hỏi tuy tôi là quốc vương long quốc nhưng mà cũng không thể làm đặc biệt bao toàn bộ khách sạn thiên long thì thật là quá xa hoa và lãng phí tôi cùng các vị bộ trưởng mỗi người một phòng là được rồi. Nghe vậy, Lệ Uy Long vội vàng nói, quốc phương, chuyện này tuyệt đối không thể được. Tại sao không được, quốc phương Long Quốc hỏi. Ngài là quốc phương của Long Quốc, có thân phận đặc biệt, nếu không bao toàn bộ khách sạn Thiên Long, sẽ có người ngoài vào ở, đặc công của địch cũng nhân cơ hội đó tiến vào. Đến lúc đó ngài có thể gặp nguy hiểm, Lệ Uy Long nói. Như thế này đi, chọn phương pháp điều hòa, chúng ta không bao toàn bộ khách sạn, chỉ bao một tầng, vậy sẽ không lãng phí, cũng có thể tương đối an toàn." Quốc phương Long quốc nói. "Được, vậy thì làm theo cách của Quốc phương đã nói." Lê Uy Long nghe Quốc Vương Long quốc nói như vậy, cũng không dám tiếp tục ép buộc bao toàn bộ khách sạn Thiên Long nữa. Thực ra, bản thân anh cũng không phải là một người thích xa hoa, lãng phí. Nếu không phải vì sự an nguy của Quốc Vương và toàn bộ Long quốc, anh cũng sẽ không đưa ra đề nghị bao toàn bộ khách sạn Thiên Long. Bây giờ quốc vương Long Quốc đề xuất chỉ bao một tầng, tuy vẫn sẽ có tai họa ngầm, nhưng nếu làm tốt công tác an ninh nghiêm ngặt, thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Phạm Cương, bao tầng 26 của khách sạn Thiên Long, và làm công tác an ninh nghiêm ngặt, không cho phép bất cứ người không có phận sự nào tiếp cận tầng 26. Lê Uy Long nói với Phạm Cương. Vâng, Phạm Cương nhận lệnh, sau đó lập tức dẫn đội ngũ, tiên phong đến khách sạn Thiên Long. Trương Minh Nguyệt, Lê Uy Long lại gọi Trương Minh Nguyệt, có trương minh nguyệt lập tức đứng ra lập tức dẫn tổ đặc công xe đầu đến kiểm tra phòng họp của khách sạn thiên long không thể để có bất kỳ máy ghi âm hay bom hẹn giờ gì hơn nữa nhân viên ra vào khách sạn thiên long đều cần phải được giám sát chặt chẽ tuyệt đối không thể để đặc công của đối phương xâm nhập vào lê uy long nói vâng trương minh nguyệt ngay lập tức nhận lệnh cô chính là trương minh nguyệt sao quốc phương long quốc đột nhiên hỏi quốc phương long quốc không quen biết trương minh nguyệt nhưng mà anh ta sớm đã biết về trận chiến thành phố quốc hòa từ báo cáo trận chiến không chỉ cung cấp tình báo quan trọng quyết định đến thắng bại mà còn ngay cả tướng soái tay lo của nước cửa hùng cũng chết dưới tay trương minh nguyệt nếu không có trương minh nguyệt trận chiến bảo vệ thành phố quốc hòa cũng không thể kết thúc nhanh như vậy hơn nữa sẽ có nhiều binh sĩ hy sinh hơn vâng thưa quốc phương tôi là đội trưởng tổ đặc công xe đầu trương minh nguyệt trương minh nguyệt nói thành tích của cô tôi đã nghe nói qua rồi đại thắng của thành phố Quốc Hòa đêm qua, cô đã đóng vai trò rất quan trọng, chờ đến khi đại hội tuyên dương, tôi nhất định sẽ thưởng cho cô và tổ đặc công xe đầu. Quốc Phương Long Quốc nói, Thưa Quốc Phương, đây là điều mà tôi nên làm, có thể cống hiến sức lực vì đất nước, đó chính là vinh hạnh của chúng tôi. Trận chiến ở thành phố Quốc Hòa đêm qua là kết quả của trận chiến đẫm máu của hàng nghìn binh lính. Vai trò của tôi thực ra không quá lớn, Trương Minh Nguyệt nói. Vai trò của mặt trận ẩn náu không nhỏ hơn ngoài chiến trường thật sự tôi hy vọng cô và tổ đặc công xe đầu sẽ tiếp tục ra sức tạo nên những thành tích đáng kinh ngạc trong tương lai quốc phương long quốc nói vâng ạ à, trương minh nguyệt nói cô bận thì đi trước đi trên người có chấn thương còn phải tiếp tục làm việc thật sự vất vả cho cô rồi quốc phương long quốc nói vâng trương minh nguyệt lập tức dẫn các đặc công của tổ đặc công xe đầu đến khách sạn thiên long lúc này quốc phương long quốc nói mời mọi người dự một cuộc họp tuyệt mật với chúng ta tại khách sạn Thiên Long. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 36.